Vâng, tin hiểu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh bác một số mã hàng anh em đang phân phối nhá. Quay trực tiếp vào báo giá bác luôn. Một số mã hàng bên em giảm giá xả kho thanh lý bán nhanh bác luôn. Các bác có nhu cầu về cái mã hàng bên em thì cứ vui lòng điện trực tiếp với em nhá. Hai số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên màn hình, gọi điện để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em. Các bác mua hàng hóa đơn từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đấy, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì em lên nhanh luôn cho bác, đó là cái típ keo vá tường này. Đấy, về các bác tường nhà bác đang bị nứt này, đang bị bục ra rồi là nó nhiều những cái lỗ đinh các thứ, giờ các bác cần vá vào. Đấy, bình thường là các bác cứ phải đi mua hồ miếc các thứ về các bác chét rất là mất công, thì các bác chỉ cần mua cho một cái lọ này về thôi, nó chuyên dùng để vá tường nhá. Một cái típ này cái trọng lượng của nó là 250 g, được rất là nhiều luôn đấy, đầy lắm đấy, một típ đầy ức luôn mà giá rất là hạt rẻ bình dân thôi. Em báo giá luôn nhá, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ keo vá tường đấy, 30.000 với nhá, 30.000 một típ, một típ keo vá tường 250 g nha. Đấy, nó như kiểu cái dạng xi măng khô ấy, nhưng mà nó rất là chắc luôn. Đấy, đây nó đây các bác nhìn này, cái kiểu dạng xi măng keo ấy. Đó thì về các bác bóp ra và những cái chỗ các bác cần vá, sau đó các bác phết vào và các bác dùng đây thì đi kèm bên em sẽ có gửi kèm là một cái ống cắm nhà về các bác xoáy vào cái đầu, và một cái này như kiểu là một cái tay gạt để các bác gạt cho nó phẳng cho đẹp đi. Để các bác dùng cái này cho em. Đấy thì chọn một bộ này, một típ keo vá tường đi kèm những cái phụ kiện này là 30.000 một típ nhá, 30.000 một típ keo vá tường. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, các bác cùng coi này. Chuyện là hôm trước mình tháo mấy món đồ setup ở trên tường xuống thì nó bị bung tường và để lại các lỗ khá là xấu anh em ạ. Nên mình đã tìm cách để xử lý, không thì chủ nhà phạt đấy. Và thật may khi mình tìm được em keo vá tường này, rất đơn giản, anh em chỉ cần bóp keo ra và đắp vào vị trí mà anh em muốn che đi, rồi dùng miếng nhựa đi kèm để thể hiện trình độ thợ hồ thợ xây của anh em là xong. Và sau khoảng một ngày thì keo sẽ khô và nhìn cũng khá là ổn so với lớp sơn nguyên bản. Và một tuyếp này cũng rất rẻ, chỉ 20-30 thôi mà vá được rất là nhiều. Ban đầu mình sợ ít nên mua hai tuyếp cơ mà dùng mới hết một chút của tuyếp đầu tiên anh em ạ. Anh em nào chuyển nhà hoặc muốn cải tạo lại tường thì có thể áp dụng nhá. Đấy, về các bác cứ có lỗ đinh này rồi là những cái tường nó bị nứt bị bỏ ra thì các bác mua cái lọ về các bác chít nó vào, chét nó vào là xong. Một típ keo vá tường này là 30.000 một típ nhá, đi kèm những cái phụ kiện này là 30k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái lọ sáp ong. Các bác cứ lên mã cho em xin cái lọ sáp ong. Cái này sẽ có công dụng là bảo quản đồ gỗ cũng như là đánh bóng, cải tạo lại cái chất gỗ nó mới lên nhá, nó mới lên, nó bóng, nó đẹp lên. Đấy thì cái này 100% là từ sáp ong tự nhiên. Đấy, một hộp này là 80g nhá, một hộp 80g thì về các bác cứ xoáy ra, bóc ra, sau đó các bác phết lên đồ gỗ như mình. Đấy, sau đó các bác dùng một cái bàn chải các bác đánh, các bác chà đi. Đấy, chà đi nó sẽ bóng gỗ lên và nó bảo quản gỗ nhá, bảo quản gỗ không bị mối mọt này. Thứ hai là nó sẽ làm bóng gỗ, đẹp gỗ lên nhá, rất là ok luôn. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ sáp ong. Mùa lọ sáp ong 100% là từ sáp ong tự nhiên này. Đấy, giá của nó được bình dân thôi. 20.000 nhá, 20.000. Một cái lọ sáp ong nha. Đấy 20.000 một lọ sáp ong chuyên dùng để đánh bóng, cải tạo đồ gỗ lại rất là đẹp luôn. Đấy 20k một hộp, một cái hũ sáp ong 80g đồng nhá. Đấy 20k một hũ. Về các bác xài sử dụng dùng để đánh bóng, cải tạo đồ gỗ, bảo quản đồ gỗ nhá, rất là ok luôn. 20.000 một hũ các bác nhá. Tiếp theo nữa thì đó là cái chai xịt mạ chrome inox này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá. Chai này thì sẽ có dung tích là 350 ml, tương đương với lại là 180g. Đấy, chuyên để các bác dùng về để các bác xịt vào những cái chỗ mà nó bị rỉ sét để nó làm mới cái đồ, những cái đồ kim loại lên. Ví dụ nó bị rỉ sét thì về các bác đánh sạch những cái rỉ sét đi, sau đó các bác xịt lên thì nó sẽ bóng, nó mới lên rất là đẹp luôn. Đó thì một cái chai này bên em đang gửi bác giá sẽ là 50k một chai nhá, 50k một chai. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chai xịt mạ inox này. Đấy, xịt mạ inox nó bóng bóng kiểu màu inox rất là đẹp luôn. Đấy, mà nó cái độ bám dính rất là cao, cái độ bám dính cực kỳ cao nhá. Các bác về vệ sinh cái chỗ các bác cần xịt, sau đó các bác xịt lên nó rất là mới, rất là đẹp, bóng đẹp lắm. Đó thì một cái lọ này là 50.000 nhá, 50.000 một một lọ này là dung tích là 350 ml nhá. Đây em sẽ xịt cho bác coi này. Đây trước khi các bác dùng các bác nhớ giúp em là lắc đều lên. Đấy lắc đều nhá, lắc thật đều lên, sau đó các bác xịt vào những cái chỗ các bác cần xịt. Nhớ là trước khi xịt các bác vệ sinh sạch sẽ các chỗ các bác cần xịt đi nhá. Đấy vệ sinh sạch sẽ đi. Đây nha, đây em sẽ xịt cái chỗ này để cho các bác coi này. Đây, em xịt thử này. Đấy có thấy không? Nhìn mới bóng luôn này, thấy không? Các bác nhìn hai bên khác hẳn nhau này. Đấy, một bên chưa xịt này, bên xịt rồi này. Đấy, nhìn nó bóng lên rất là đẹp luôn này. Đấy, bóng điện điện và nhìn nó sáng bóng luôn nhá. Đấy, hai bên nhìn khác nhau. Để các bác
để cải tạo những cái chỗ mà nó rỉ sét đấy, nó làm bóng làm đẹp lên đấy. Nó gọi là cái chai sơn xịt mạ inox nhá, đấy, sơn xịt mạ inox một chai này là 50.000 thôi, giá bình dân lắm mà rất là hay. Về những cái đồ vật nhà mình nó cũ kỹ, các bác xịt vào cho nó mới nó đẹp lên, 50k nhá, chai xịt mạ inox. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng cân tiểu ly. Đấy, cân tiểu ly, cân tối đa được là 5kg nhá. Lên mã em sẽ là cái cân tiểu ly này. Cân tiểu ly, giá của nó thì em báo luôn 50.000 một cái nhá, 50.000 một cái cân tiểu ly này. Đấy, mới nguyên hộp luôn, về các bác xài sử dụng. Mình cân gia vị trong nhà bếp này, cân công thức làm bánh này, rồi là các thứ rồi. Cân đồ gia vị nấu ăn, đấy, cân gam rất là chuẩn luôn nhá. Đấy, thì về các bóc ra, sau đó các bác lắp pin vào là xài thôi. Con này nó dùng 2 viên pin tiểu con thỏ. Đây, hàng của nó mới keng này, đấy, mới keng luôn. Đó. Con này cân chuẩn lắm, cân mà cân rất là hay, cân nhà bếp có thứ các bác cân rất là ngon luôn. Đó. Sử dụng cân gia vị, cân các thứ. Về thì tháo cho em cái nắp đằng sau này, đấy, lắp cho em 2 viên pin tiểu con thỏ vào là các bác xài. Đây, đấy, các bác lắp cho em 2 viên pin vào đây. Lắp vào cái là nó nhận nó lên hiện lên màn hình luôn nhá. Đây. Đấy, khi mà lắp vào cái là nó hiện thông số trên màn hình luôn. Là toàn bộ cái thông số là nó sẽ hiện tất trên cái màn hình này các bác nhá. Đấy, và nó cân tối đa được là 5kg nhá. Đấy, cân tối đa được là 5kg. Thì về thì khi mà các bác cân thì nhớ giúp em là các bác để những cái chỗ nào mà thật là bằng phẳng nhá thì cân nó mới chuẩn được. Còn nếu mà các bác để những cái chỗ nào mà nó bập bênh ấy, đấy, mà nó không bằng phẳng là cân nó sẽ bị sai lệch. Đây, em sẽ cân test bác coi, các bác nhìn vào cái chỗ màn hình này nó sẽ hiện đây này. Đây. Đây, em cân một cái thước ở đây chẳng hạn này. Đó. 315g nhá. Đấy, rất ok, nó sẽ báo thông số trên này luôn, chuẩn lắm. Đó. Đây, cân một cái nhẹ nhẹ hơn một chút này. Đó, 115g này, nó báo luôn này. Đấy, báo luôn cho bác nhá. Báo luôn. Đây, ví dụ như là một cái cây kìm khá là nặng này. Đó, 360 này. Đấy, nó có báo luôn cái thông số trên cái màn hình luôn nhá, rất tiện. Đấy, về các bác cân gam nhá. Đấy, cân gam, cân những cái công thức nấu ăn, cân ví dụ mắm muối mì chính ở trong nhà bếp này, rồi là cân thuốc, cân men các thứ rồi. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, và nhớ giúp em là để những cái chỗ nào cân thật là bằng phẳng nhá. Và các bác cân ở đây nó có một cái nút on off, lúc nào các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Đấy, tắt đi cho nó đỡ tốn pin nhá. Đó, thì báo giá lại một lần nữa nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái mã hàng, đó là cái cân tiểu ly, cân tối đa được là 5kg nhá. Giá của nó sẽ là 50.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo thì lên nhanh luôn cho bác, đó là cái hộp viên tẩy lồng giặt nhá. Một hộp này là 12 viên, về các bác chuyên dùng để các bác tẩy vệ sinh cái máy giặt của bác nhá. Đấy, máy giặt của bác là các bác giặt lâu ngày là nó rất hay bị những cái cặn bẩn các thứ rồi. Đấy, do các bác giặt quần áo là nó sẽ bị két ở trong đấy. Thì các bác một cái cách vệ sinh nhanh nhất, đấy, không cần phải gọi thợ thuyền gì, là các bác mua cho một cái hộp này về. Một hộp này là 12 viên. Đấy, một hộp là 12 viên nhá. Thì các bác cứ vệ sinh cho em là mỗi tháng một viên. Đấy, tương đương với lại là 12 tháng là cho 12 viên nhá. Đấy, 12 tháng là 12 viên. Là các bác cứ vệ sinh cho em là mỗi tháng một viên. Cái con này thì cách sử dụng em báo bác luôn. Thì về các bác bật cho em cái chế độ là vệ sinh lồng giặt lên. Sau đó là các bác thả cái viên này vào. Và các bác ấn bắt đầu là máy nó chạy, là các bác thả cái viên này vào. Và bắt đầu là cứ để máy nó chạy là nó sẽ kết hợp với cái viên này. Nó tẩy vệ sinh, kết hợp với cái viên này nó tẩy vệ sinh cái lồng giặt rất là sạch sẽ, thơm tho luôn. Đấy, giá thì một hộp này chỉ có 20.000 thôi các nhá. Giá bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp viên tẩy lồng giặt, một hộp là 12 viên. Đấy, dùng cho em mỗi tháng một viên, sạch sẽ ok, thơm tho quần áo. Tẩy lồng giặt này, hộp tẩy lồng giặt 12 viên nhá. Giá của nó sẽ là 20.000 một hộp viên tẩy lồng giặt 12 viên nha. Đấy, dùng nha, mỗi tháng một viên. Về cứ thả trực tiếp trong lồng giặt, bật chế độ vệ sinh lồng giặt và bắt đầu nó kết hợp viên này là tự động là nó sẽ tẩy sạch lồng giặt thôi, rất là tiện dụng mà dễ dùng, dễ sử dụng nhá, sạch sẽ ok. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Trong những cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nữ công gia chánh của mình đó chính là bỏ nguyên tấm thảm sàn vào trong máy giặt luôn. Ui là trời, giặt xong nó không có thơm nhiều hết trơn, nó vừa dơ vừa hôi. Nghe nói là cái cục vệ sinh lồng máy giặt này ở trên Shopee có vẻ là cũng ok nè, để mua về test thử xem như thế nào nha. Cái viên này mọi người sử dụng lần đầu là 3-5 viên và các lần sau là mỗi tháng là 1-2 viên nha. Vì cái máy giặt nhà mình có chế độ là làm sạch lồng giặt sẵn rồi, cho nên là chỉ cần chọn đúng chế độ và chờ thôi. Xong rồi nè, trời, kết quả sạch bong kim kít luôn. Để chui cái đầu vô trong này ngửi thử coi, may quá mấy cái cục này đã cứu được hậu quả chơi ngu của mình. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất là sạch luôn. Giá thì chỉ có 20.000 nhá, hộp viên tẩy lồng giặt 12 viên. Đó. Tiếp theo thì đó là cái hộp viên vệ sinh bồn cầu này. Đấy, hộp viên vệ sinh bồn cầu nhá. Cái này thì nó sẽ có tác dụng là khử mùi này, diệt khuẩn này, làm sạch mảng bám ở trong bồn cầu này. Đấy, giúp bồn cầu sạch sẽ, thơm to hơn. Đấy, diệt sạch vi khuẩn gây hại gây bệnh nhá.
Thì một hộp này cũng là 12 viên luôn. Đấy, cũng hàng của Nhật nhá, rất xịn sò. Đấy, một hộp là 12 viên. Cái này thì về các bác cứ thả trực tiếp vào trong cái két nước nhá, bóc cái dây bóng ra này. Đấy, thả trực tiếp vào trong két nước là các bác xài. Một hộp này là cũng 12 viên, tương đương với lại là các bác dùng cho em cứ một tháng là các bác dùng một viên này, thả trực tiếp vào trong cái két nước như mình. Hoặc bác nào mà không có két nước các bác thả trực tiếp vào trong bồn cống được. Đấy là nó sẽ sủi tan ra và bắt đầu là nó sẽ vệ sinh cử mùi diệt khuẩn, đấy, thông tắc rồi là làm sạch cái bồn cầu như mình nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp vệ sinh bồn cầu, đấy, tẩy sạch bồn cầu nhá, hộp vệ sinh bồn cầu, một hộp là 12 viên, giá của nó thì cũng chỉ có 20.000 thôi, 20k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp vệ sinh bồn cầu, đấy, viên thả bồn cầu một hộp 12 viên, giá sẽ là 30k, đấy, vệ sinh bồn cầu này, vệ sinh bồn cầu nhá, một hộp là 20.000. 12 viên cũng rất là sạch luôn, thả trực tiếp vào trong két nước hoặc là thả trực tiếp vào trong bồn cầu luôn. Một hộp 12 viên dùng cho em mỗi tháng một viên nhá. Đấy, dùng cho em mỗi tháng một viên, sạch sẽ ok ngon lành luôn. Đấy, mà rất là dễ dùng, dễ sử dụng mà ok. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lọ keo đa năng, dính cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, thay thế các dòng đinh vít các thứ rồi. Các bác mua cho em cái lọ keo đa năng này về. Đấy thì một típ này bên em cũng bán giá bình dân thôi. 20.000 nhá. 20.000 một típ keo đa năng nhỉ. Đấy, 20.000 cho một típ keo đa năng. Đấy, 20k nhá. 20k các bác nào mà lấy các bác nào lấy 3 típ nhá, 20k này, một típ này. Các bác nào lấy 3 típ thì bên em sẽ để cho bác giá là 50.000 nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là lọ keo đa năng. Đấy, màu xanh đen này này. Đấy, màu xanh đen. Một típ này của nó sẽ là có trọng lượng là 60g, về các bác dính cũng thoải mái luôn đấy. Đấy thì con này thì theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì các bác khi mà các bác dính thì các bác cố định cái chỗ mà các bác cần dính vào, sau đó các bác dính vào và các bác để cho em trong vòng từ 48 cho đến 72 giờ. Đấy thì keo nó mới cứng, nó mới khô được, nó không khô, nó không phải dạng khô nhanh như 52 đâu, nên là nhiều bác cứ tưởng là nó khô nhanh như 52, nó cứ bảo về không, bảo không dính. Các bác cứ để hết cái thời gian đi thì đảm bảo bác là nó cực kỳ là dính luôn nhá. Đây này các bác nhìn này, để trong vòng từ đến tối đa đến 72 tiếng này. Đấy, đến 72 tiếng là nó sẽ phát huy tối đa cái sức mạnh của con keo nhá, dính chắc lắm. Đấy, dính ok lắm, mà giá bình dân. Nói chung là cái này em bán cực kỳ nhiều rồi, dùng rất hay, dính gỗ, dính sắt, dính các kiểu, lại dính các loại vật liệu luôn, dính ngon lành cành đào. 20k một típ nhá, 3 típ là 50.000 nhá, 3 típ thì là 50.000. Lên mã em sẽ là cái keo đa năng xanh đen nhá. Đấy, keo đa năng xanh đen. Đây, bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Hai, quảng cáo là keo dính siêu chặt, kết dính được mọi thứ. Ok, kiểm chứng cho anh em cùng xem nhá. Đây là một chiếc cối nặng 8kg và đây là một chiếc móc sắt đã được gắn sẵn bằng loại keo này. Một, hai, nó chắc thật sự luôn. Keo dán đa năng, bám dính rất là chắc chắn trên các bề mặt như là kim loại này, nhựa, gỗ, thủy tinh và cả tường gạch luôn. Hơn 70 cân mà nó còn không bể ra. Loại này thì đặc biệt là rất tiện cho anh em nào cần lắp đặt những đồ dùng trong gia đình lên tường, thay cho những con vít phải khoan bắn vào tường như này. Ví dụ như là kệ treo đồ nhà tắm này, móc treo đồ lên tường, móc đi dây điện. Loại keo này thì nó chống thấm nước, chịu nhiệt và kết dính cực kỳ tốt, nên là nó sẽ gắn được trên rất nhiều bề mặt vật liệu khác nhau. Cách dùng thì cũng đơn giản, anh em chỉ cần bôi keo, dán xong đợi từ 36 đến 72 tiếng như hướng dẫn sử dụng là có thể dùng được. Lưu ý là khi dán keo xong thì nên dùng băng dính dán lại để cố định, tránh xê dịch khi keo còn chưa khô nhá. Kết dính cực kỳ chắc chắn được trên rất nhiều bề mặt vật liệu khác nhau, thay cho cái mớ đinh vít khá là tốn công tốn sức này. Múc combo vài tuyếp như này cho nó rẻ anh em ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy thì các bác nhớ giúp em là các bác để keo nó khô trong vòng từ 48 cho đến 72 tiếng thì keo nó khô, nó với kết dính, nó với phát huy hết tác dụng của nó. Và nhớ giúp em là khi mà các bác dính cái đồ vật nào ấy thì các bác nhớ giúp em là định vị nó không bị xê dịch thì nó sẽ chết cái keo đấy, thì nó sẽ dính được rất là chắc luôn. Đấy, các bác mà bị xê dịch hoặc các bác để nó thiếu thời gian là nó sẽ không phát huy hết cái tác dụng của con keo nhá. Đấy, một típ này là 20k, các bác lấy 3 típ là 50.000. Lọ keo đa năng một típ là 60g, keo đa năng màu xanh đen này này. Lên nhanh luôn cho bác, đó là cái cuộn dây phơi đồ 5m này, em báo giá luôn. Một cuộn này thì bên em gửi bác giá nó chỉ có 10.000 một cuộn thôi. Đấy, một cuộn dây phơi đồ là 5m, báo giá bác luôn 10.000. Đấy, nó là dòng cuộn, nó là dạng dây phơi, dạng dây cước bện nhá các bác nhá, dây cước bện. Dòng này thì em bảo hành cho bác luôn, các bác cứ cho em ra nắng mưa thoải mái bảo hành cho bác luôn nhá. Đấy, riêng dòng này không lo mục luôn, vì thực tế thì em xài con này khoảng tầm 2 năm nay rồi. Em cũng có mấy sợi em vắt ra ngoài để em phơi đồ như em ấy. Nhất là em cứ vắt ra ngoài nắng mưa thoải mái, em không thèm thu vào luôn, cứ vứt đấy vạ vật đấy thoải mái mà nó không vấn đề luôn các bạn. Đấy, vì nó là những cái dòng sợi cước nhỏ nó bện với nhau này, mà cái cước này các bác để ngoài nắng ngoài mưa cũng thoải mái luôn, nó rất là bền bỉ mà nó nồi đồng cua đá dã man.
Và cái con này rất là hay là khi mà các bác phơi nó chia ra những cái ô này, các bác phơi các bác móc quần áo và nó không bị xô quần áo nhá. Bình thường là các bác dùng những cái dây kia là phơi là nó hay bị xô đồ vào ấy, phơi rất là khó chịu. Nên con này đây là nó chia ra những cái khoảng khoảng này, các bác cứ móc vào những cái khoảng này là không là quần áo nó bị rơi hoặc là nó bị xô vào với nhau. Thì ở đây thì ở những cái đầu nó sẽ có kèm những cái móc luôn, về các bác móc vào những cái chỗ mà các bác cần móc. Đấy là các bác xài thôi. Một cuộn này dài 5 mét nhá. Đấy, nếu mà thiếu thì các bác có thể mua 2-3 cuộn một lúc cũng được. Đấy, vì giá nó bình dân nó chỉ có 10 ngàn thôi nhá. Lên mã thì em sẽ là cái cuộn dây phơi đồ 5 mét nhá. Giá của nó đang bán là 10k. Nó là dạng sợi cước bện siêu bền nhá. Đấy, siêu bền, chịu mưa chịu nắng cực kỳ tốt luôn các bác nhá. Kính lúp thì hàng bên shop tiếp tục lại về này, em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái kính lúp có đèn trợ sáng nhá. Kính lúp bên em là có đèn trợ sáng, báo giá luôn 50k các bác nhá. 50k một cái con kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 thôi. Hàng này thì em báo luôn các bác là hàng bên em chỉ có bán nguyên kính không nhá, không có kèm pin. Nhiều bác cứ hỏi là sao lại đến nơi nhận hàng tôi không có thấy pin đâu, thì em nói luôn bác là giá này bên em chỉ có bán nguyên kính không thôi, không có kèm pin. Đấy, về thì các bác tự mua pin các bác lắp vào nhá. Tại vì ở đây nó sẽ, nếu mà các bác dùng đèn thì lắp cho em thêm 3 viên pin tiểu con thỏ vào đây. Đấy là các bác xài là có đèn luôn. Ở đây nó có 3 cái đèn trợ sáng này. Ở đây nó sẽ có cả công tắc bật tắt đèn luôn, lúc ra dùng là các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi. Và kính nhìn cực kỳ rõ nhá, kính nhìn rõ lắm. Cái này thì em đang quay video nên là ở cái camera ở máy quay nó nhìn nó không được thật như ở mắt thường, chứ còn mắt thường các bác nhìn thật lắm. Đấy, nhìn rất là rõ luôn. Đấy, mắt thường nhìn rất là thật. Cái này nó do cái cam của cái máy camera của em nhìn nó không được như ở ngoài mắt thật các bác nhìn. Thì đến nơi các bác cứ mở ra nhận hàng kiểm tra. Đấy, con này em bán cực kỳ nhiều rồi, nhìn rất rõ nha các bác. Thì nó sẽ có hai thấu kính, một thấu kính to, một thấu kính nhỏ này để các bác xài, và có cả đèn trợ sáng. Thì cái đèn trợ sáng này về các bác lắp pin và các bác xài thôi. Đó, giá bình dân hạt rẻ 50.000 nhá. Đấy, 50.000 một chiếc kính lúp có đèn trợ sáng nhá. Đấy, có đèn trợ sáng 50k một cái. Và em báo luôn là kính lúp này bên em, giá này bên em chỉ có bán nguyên kính lúp không nhá, không có kèm pin. Đấy, nhiều bác về để mà tưởng là có kèm pin, không có kèm pin nhá, chỉ có nguyên kính lúp không. Giá là 50k nhá. Đấy, kính lúp có đèn trợ sáng, giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng chất lượng lắm, bán cực kỳ nhiều luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái cây vệ sinh, cây chổi quét bụi trần nhà nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cây chổi quét bụi trần nhà, em báo giá luôn. Một cái cây này bên em đang gửi bác giá nó chỉ có 50.000 thôi. 50k nhá, 50k. Một cái cây chổi này nó sẽ gồm có là một đầu chổi và đi kèm là một cái cây cán chổi. Cái cây cán chổi rất hay là nó có thể kéo ra và thu vào được các bác nhá. Rất tiện dụng luôn đây. Em sẽ mở cho bác thực tế một cái cây về cái mã này này. 50.000 em bán cực kỳ nhiều cây luôn. Về các bác vệ sinh trần nhà thì nhức rất sạch sẽ ngon này. Đấy, trần nhà nhiều màng nhện các bác mua cho em mấy cây về. Đấy, và khi mà bình thường là các bác thu gọn nó sẽ nhanh, còn các bác kéo dài ra nó được dài hơn 2m cơ, 2m3, 2m4 ấy, nó khá là dài. Đấy, cộng với người các bác nữa vào khoảng tầm hơn mét nữa rồi là trần khoảng tầm 3-4m là các bác chiến cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, về các bác vặn cái con này vào này. Đấy, vặn vào. Và lúc nào mà xài các bác rút cho em cái này ra. Đây, rút ra. Đấy, rút ra rất là dài luôn nhá. Đấy, rút ra cái này nó nhiều dạng cần câu mà. Đấy, kiểu dạng cần câu các bác rút ra. Đây, coi nhìn này. Đấy, rút ra rất là dài luôn nhá. Đó, kiểu dạng cần câu. Và lúc nào mà cần thì các bác lại thu vào thành một cái chổi ngắn để các bác vệ sinh bên dưới, ví dụ như là thành một cái cây chổi lông xù để các bác vệ sinh bàn ghế bên dưới. Còn lúc nào muốn dài vệ sinh trần nhà các bác rút ra. Đấy, và lúc nào muốn gọn nữa thì các bác tháo ra như này. Đấy, tháo ra nó sẽ gọn vào nhà luôn. Là 50.000 nhá. 50.000 một cái bộ chổi quét trần nhà này. Đấy, cả cán cả đầu chổi luôn là 50k. Và cái đầu chổi rất hay là các bác có thể bẻ cong lên nha. Đó, những cái vị trí ở ngóc ngách các bác luồn vào để các bác vệ sinh cho rất ok. 50k một cây nhá, 50k một cây. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Ngon lắm. Con này bán cực kỳ nhiều luôn. Thôi mà có thể giúp bạn đỡ vất vả hơn mỗi khi dọn dẹp vệ sinh trong nhà. Từ khi mà mình sắm cái chổi quét trần nhà này về á thì phải nói là nó giúp mình xử lý tất cả mọi ngóc ngách ở trên trần cao một cách vô cùng dễ dàng. Mình không có còn phải bắt ghế rồi lấy cái dẻ để lau nữa. Đặc biệt là cái chổi này có thể kéo dài với kích thước là 2m8 lận. Nên cho dù là cái trần nhà của bạn cao cỡ nào thì cái chổi này cũng có thể xử lý được hết cho bạn nha. Được cái là cái đầu chổi có thể uốn cong nên là những cái góc nào mà khó nó có thể xử lý được luôn cho bạn. Sản phẩm mình ghi ở bên dưới cho các bạn nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 50k nhá, 50k. Cây chổi quét bụi trần nhà kéo ra thu vào được nhá. Quét trên giờ ra đất tất luôn. 50k một bộ nhà có nhá, 50k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng về cái túi thể thao này. Các bác lên mã nha, em sẽ là cái túi thể thao đeo bụng nhá.
túi thể thao là các bác đeo bụng đeo hông thì các bác chạy bộ này, tập thể dục thể thao rất tiện dụng luôn. Đấy, bình thường là các bác hay đi tập thể dục thể thao, các bác mang tiền này, mang điện thoại này, mang chai nước đi này, mang chìa khóa thứ đi mà các bác cứ ở cầm tay cái thứ giờ nó rất là bất tiện. Đấy, thì các bác có một cái giải pháp rất hay là các bác mua trong cái túi về, sau đó các bác đeo vòng qua bụng, đeo vào hông ấy, và các bác để những cái đồ dùng cần thiết các bác mang đi. Đấy, đi chơi tập thể dục thể thao này, đi đạp xe này, đi chạy bộ này, đấy các thứ rồi, nói chung là tất cả các món thể thao luôn các bác đựng vào đây xem. Đấy, những cái ngăn to này các bác đựng tiền, đựng ví này, đựng điện thoại lên này, rồi là có những cái ngăn nhỏ bên hông này các bác đựng chìa khóa này, đây bên hông nó có một cái ngăn nhỏ nữa để các bác đựng chìa khóa thứ vào đây cho em, ok. Và một cái ngăn rất hay là cái hông bên này là một cái hộc nhai để các bác để chai nước này. Đấy, và đằng ở bên này là cái dây nó các bác đeo qua bụng, sau đó các bác cài nó vào. Đấy, cái này con này cài ra tháo vào cũng rất là tiện. Đấy, ấn vào cái tạch cái xong các bác muốn mở ra ấn cho em cái ra. Đấy, và cái dây này các bác có thể thu ngắn lại và các bác cho dài ra được nhá, tùy chỉnh theo cái vòng bụng của bác nhá. Đấy, và cái con này nó co giãn, nó rất là ô bụng luôn, các bác chạy bộ cho em thoải mái, không lo nó bị rơi rớt đâu. Đấy, rất ok. Đấy, rất đẹp luôn. Báo giá bác luôn nhá, lên mã giúp cho em xe này. Cái mã hàng đó là cái túi thể thao nhá, túi thể thao, túi dành cho chuyên dùng cho anh em dân thể thao. Đấy, mang đồ đạc các bác đựng vào cho em rất ok, túi thể thao giá nó sẽ là 30k nhá, 30k lên mã em sẽ là túi thể thao này, 30.000 một cái túi thể thao này, dùng rất tiện luôn. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, con này dùng hay lắm. Đấy, chuyên dùng cho anh em thể dục thể thao nhá. Đấy, mang đồ mang đạc đi các bác đựng vào cho em rất là gọn gàng, ok luôn. Đây các bác nhìn này, đấy đeo vào qua hông như này nhá. Đấy, các bác cài đeo vào. Đấy, các bác đựng những cái đồ cần thiết này, mình điện thoại tiền nong qua thứ nào các bác đựng hết vào cho em. Đấy, ngon lành kinh đào luôn nhá. Đấy, đẹp đĩa ngon lành luôn, chạy bộ thoải mái không lo rơi rớt ra nhá. Đó, chạy nguỵch nguỵch luôn không lo rơi rớt nhá. Giá thì bình dân thôi, 50k chuyên dùng cho anh em thể dục thể thao. 30k nhá, 30k túi thể thao nhá, nên mã em sẽ là túi thể thao đeo hông. Mã tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cuộn dây phơi này. Các bác lên mã thì em sẽ là cái cuộn dây phơi quần áo, dây phơi đồ. Em báo giá luôn, cuộn này thì bên em gửi bác giá thì cực kỳ hạt rẻ bình dân, 10.000 một cuộn này các nhá, 10.000 một cái cuộn dây phơi có chiều dài kích thước là 5m này. Chất liệu của cái dây phơi này thì của nó là sợi cước các nhá, nó là cái sợi cước, nên là các bác xài ở cái thời tiết ngoài trời như là mưa bão này, rồi là nắng mưa các thứ là xài cho em thoải mái luôn. Riêng cái dòng dây phơi này bên em bảo hành bác luôn nhá, chỉ có 10.000 thôi, bảo hành cho bác luôn về độ bền. Cái vì em xài cái dây này khoảng tầm hơn năm nay rồi, em xài em cứ vứt ở trên mái nhà em ấy, cứ trời nắng trời mưa thoải mái luôn, mà lên nó vẫn còn chắc, có nghĩa là nó không có độ mủn luôn, không có tí mủn nó luôn, có nhìn này. Đấy, nó rất nhiều những cái sợi cước nhỏ nó bện vào nên rất là chắc luôn, và nó sẽ ở hai đầu là nó sẽ có những cái móc này để các bác móc vào những cái vị trí các bác cần móc này, và các bác kéo căng ra để các bác phơi đồ các thứ này, rồi là ví dụ là mình làm thành một cái dàn leo cũng được. Đấy, mua con này về các bác bện thành một cái dàn leo rất ok, vì con này nó chịu nắng chịu mưa rất là tốt nhá. Đấy, sợi cước này, và đặc biệt là con này khi mà các bác phơi đồ là nó có những cái lỗ nhỏ này để khi mà các bác mắc những cái mắc áo vào nó không bị bay nhá, gió to thứ là nó không bị bay, nó không bị siêu vẹo. Bình thường là các bác hoặc là không bị dồn quần áo, bình thường là các bác hay dùng những cái dây bình thường là nó gió to thứ là nó hay bị rơi mắc áo hoặc là hay bị dồn quần áo vào, như con này đây thiết kế những cái khe này để về các bác sử dụng nhá, phơi nó không bị dồn quần áo rất là hay luôn. Đấy, thì một cuộn này là 5m này, để về các bác xem, mua cho em 1-2 cuộn về là cũng thoải mái phơi rồi, 5m. Đấy, chập vào, nếu mà muốn nối thêm thì mua thêm 2-3 cuộn. Đấy, thì cứ tăng thêm chiều dài lên 5-10-15 đó, thì chỉ có 10.000 một cuộn này thôi nhá, lên mã em sẽ là cái cuộn dây phơi 5m nhá, 10k một cuộn này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Dây phơi đồ đa năng, dây dài tận 5m, chất liệu dây cước ni lông nên rất bền bỉ chắc chắn, dây chịu nặng lên đến 50kg, thiết kế từng ống nhỏ rất thông minh, dù gió thổi mạnh đến đâu cũng không bị dồn quần áo. Sản phẩm ở phần trưng bày nhé, mắc thoải mái, đây không lo nó bị rụng bị rơi nhá, rất chắc chắn luôn, bảo hành cho bác luôn nhá. Dòng dây sợi cước này rất là bền quá, mà chiều dài 5m rất ok, 10.000 một cuộn dây phơi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái lõi lọc nước dùng cho nước sinh hoạt nhà các bác này. Đấy, thì cái lõi lọc rất là hay, về ví dụ như nước nhà bác hay bị cặn bẩn này. Đấy, rồi là những cái dạng tạp chất các thứ rất là nhiều, mà đặc biệt là cái nước nguồn nước ấy, nó ví dụ như là các bác dùng để sinh hoạt này, rồi là cho vào máy giặt này, cho vào máy lọc nước, cho vào bình nóng lạnh, mà những cái rác này vào rất hay bị tắc. Đấy, thì các bác mua cho em cái bộ lọc này về. Đấy, mua cho em cái bộ lọc về là các bác lắp ở những cái vị trí đầu nguồn vào những cái thiết bị mà các bác muốn lọc nhá, ví dụ như là máy giặt này, rồi là bình lọc nước này,
Đấy, bình lọc nước rồi là bình nóng lạnh này, rồi là nguồn nước mình sinh hoạt cũng ok luôn. Đấy, về các bác lắp vào. Gen nó sẽ là gen 21 nhá. Gen này, đấy, gen gen đồng luôn này. Đấy, con bên dưới. Đây đầu vào này, đây đầu ra. Đấy, thì về các bác lắp vào, và cái con này nó có thể tháo ra để rút cái lõi này ra để các bác vệ sinh này. Đấy, rút cái lõi này ra. Lõi này em không rõ lắm mà. Đây, nó có thể rút cái lõi ra để các bác vệ sinh nhá. Đây nó có một cái màng lưới, mấy cái màng lưới này. Đấy, các bác rút ra các bác vệ sinh. Rất là dễ dàng vệ sinh và sử dụng luôn. Đấy, và giá nó bình dân thôi. Em báo giá bác luôn nhá. 50.000 nhá, 50.000 một cái bộ lõi lọc nước sinh hoạt nha. Đấy, 50.000 các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ lõi lọc nước sinh hoạt. Giá của nó sẽ là 50k một cái. Đấy, lõi lọc nước này hoặc là bộ lọc nước được. Cái lọc nước sinh hoạt đi. Đấy, lọc nước sinh hoạt nhá. Giá của nó sẽ là 50k một cái lọc nước nha. 50.000 một cái, dùng hay lắm. Đấy, lọc cho những cái thiết bị máy giặt, tủ, máy giặt rồi là bình nóng lạnh, bình lọc nước các thứ rồi. Đấy, lọc qua đi một chút để cho nó sạch những cặn bẩn trước khi vào để nó xử lý tốt hơn. Mà ví dụ là vào máy thì nó đỡ những cặn bã này thì nó sẽ đỡ bị tắc máy các thứ nhá. Rồi là gây hỏng máy, gây cháy máy. Đấy, nó rất là nhiều những cái công dụng hay của cái sản phẩm nhá. Và giá nó chỉ có 50.000 thôi. Giá rất bình dân mà rất nhiều tác dụng hay. Đây các bác cùng coi video. Đấy, như chính nhà em đây này, là khi xả nước ra ấy, là sẽ có rất nhiều cặn bẩn như thế này. Giải pháp ấy là các bác lắp cái củ lọc nước này vào. Đấy, như nhà em này, em lắp cho chính nhà em luôn nhé. Cái này là nhà em là hay dùng nước mưa ấy, nên là nhiều khi nó có cặn bẩn này, hay là đường ống nước nhà mình ấy nó bị cặn bẩn. Và bây giờ sẽ đổ cái nước bẩn đi này. Đấy, và xả ra đó xem nhé. Đấy, cái lượng nước của nó vẫn mạnh nhá, không bị giảm cái nguồn nước ra đâu. Rồi, đấy vào đây. Đấy, đường nước của nó rất là sạch nhá, sạch trong luôn. Cách lắp đặt thì cũng đơn giản. Các bác thì mình mua một cái gen nhựa 21 để về nhá. Đấy, mình lắp vào như thế này để mình kết nối nhá. Đấy, sau rồi mình vặn vào thôi. Như vậy ok nhá, đấy nó có gen sẵn rồi ạ. Khi cần vệ sinh ấy, thì các bác chỉ việc tháo này ra thôi này. Đấy, đây là lõi lọc, đấy mình sục rửa cho nó sạch nhá. Là ok thôi. Các bác nhà mình dùng cái này thì mình sẽ có một nguồn nước trong sạch để đảm bảo cho sức khỏe này, và đảm bảo cho các thiết bị điện nước trong gia đình nhá. Củ lọc này thì em mình vừa bán này và vừa dùng thực tế ở gia đình luôn, thực sự là hiệu quả đấy ạ. Chưa đến 100.000 đâu, bác nào cần dùng thì sản phẩm em để ở góc trái mình đấy ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, chưa đến 100.000 đâu, giá rất là bình dân thôi mà rất là tốt cho an toàn sức khỏe này, rồi là các thiết bị nhà mình sử dụng nhá. 50k đây bác em sẽ cái củ lọc nước sinh hoạt nhá, 50.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái bộ đầu cắt tôn máy khoan. Cái bộ này thì hôm nay em cũng giảm giá cho bác luôn. Đấy, bộ này thì bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về bác mức giá rất hạt rẻ, dễ mua luôn này, giảm còn có 100.000 một bộ này. Lên mã thì em sẽ là cái bộ đầu cắt tôn. Đấy, đầu cắt tôn, đầu cắt tôn chuyên dùng cho máy khoan nhá. Đấy, chuyên dùng cho máy khoan. Về các bác có cái máy khoan pin, máy khoan điện, máy khoan cầm tay, các bác lắp cho em cái đầu này vào để các bác xài, các bác sử dụng nhá. Đấy, nó dùng để chuyên dùng để cắt tôn nhá. Đấy, cắt tôn rất tiện luôn. Cái này chắc là nhiều bác nghe rồi nhưng mà nhiều bác cũng có thể là chưa biết. Đấy, thì đây nó sẽ gồm có là một cái đầu này. Đấy, nó có những cái múi này. Đấy, thì về các bác lắp vào thì nó sẽ quay cái múi này nhá, và nó sẽ cắt và nó sẽ quay kèm cả này nữa, và khi mà nó nghiến vào cái mũi tôn nó sẽ đứt cái mũi tôn nhá. Đấy, rất là ngọt luôn, cắt ngọt lắm, cắt ok đấy. Cái này em bán cực kỳ nhiều, và đi kèm là những cái phụ kiện để các bác lắp đặt vào này. Thì ở đây nó có hướng dẫn cách các bác lắp đặt luôn nhá. Đây có hướng dẫn cách các bác lắp đặt. Nói chung là con này thì cực kỳ dễ dàng lắp đặt và sử dụng luôn. Về có máy khoan này các bác lắp vào là xài luôn nhá. Giá là bình dân, chỉ có 100.000 một bộ thôi. Đấy, thay những cái con kéo thứ ra, các bác cắt nó rất là vất vả, mất công, các bác mua cho em cái bộ này về. Cắt rất là nhàn, dễ cắt mà dùng rất hay lắm. Mà dùng hay lắm, bán cực kỳ nhiều, con này em bán nhiều lắm. Mà đợt này giá nó đang rất tốt rồi. Giá chỉ còn có 100.000 bộ thôi. Lên mã cho em sẽ là cái đầu cắt tôn máy khoan, 100.000 bộ đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, cắt cực kỳ ngọt luôn. Đây các bác cùng coi này. Các bác đang có một cái máy khoan mà muốn cắt tôn thì các bác mua ngay bộ chuyển đổi nhé nhá. Đây các bác về gắn vào máy thì rất đơn giản luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn, mà giá chỉ hơn 100.000 thôi. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây các bác xem cắt tôn múi này, rất ok luôn. Tôn thẳng cũng thế nhá, cắt rất là ngọt. Các bác cần dùng thì ấn vào giỏ hàng mua ủng hộ em nhá. Các bác nhìn cắt tôn thẳng này. Đó đấy không, cắt rất là ngọt nha. Đấy, cắt tôn múi hay là tôn thẳng cũng rất ok. Các bác nhìn tôn múi này. Đấy, cắt ngọt cực kỳ luôn. Đấy, cắt ngon lắm. Đấy, chuyên dùng để các bác cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn sử dụng cho máy khoan. Giá hiện tại em đang bán giá là 100.000 bộ nhá. Tiếp theo thì một cái bộ vít cực kỳ hot, và hôm nay em cũng về hàng và cũng lên báo giá lại cho bác luôn. Báo cái giá xả kho bác luôn nhá. Lên mã em xem cái bộ vít V38 này, nó sẽ gồm có 38 chi tiết nhá.
bộ vít V38 bữa trước đang bán với bác là 350.000, hôm nay về với bác mức giá giật mình luôn, 260.000 một bộ, và em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, 260.000 một cái bộ vít V38 này. Đấy, sẽ gồm có 38 chi tiết này, gồm có các đầu khẩu từ 5 cho đến 14 này. Đấy, rồi là những cái đầu vít này, cộng này, trừ này, sao này, hoa thị, lục giác đầy đủ hết luôn, đầu u, đầu tam giác các thứ này. Đấy, rồi là thanh nối dài các thứ này, tay lắc, rồi là cây tô vít các thứ đầy đủ luôn. Thì đây, một cái bộ này nó chỉ có 260.000 thôi, hiện tại nó giá đang rất tốt, giá bao giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Ở đây trên những cái dãy trên này sẽ gồm có các loại đầu vít này, đầu cộng, đầu trừ, lục giác này, hoa thị này. Đấy, ở đây những cái thanh nối dài thứ này, thanh phụ kiện này. Một cái thanh thì rất là hay, đó là cái thanh lò xo. Đấy, cái thanh lò xo này thì các bác có thể xoáy những cái vị trí khó, để các bác có thể luồn lách cái này vào để các bác bẻ đi, các bác vẫn có thể xoáy được nhá. Đây này, đấy, cái thanh lò xo đây rất là hay. Rồi bên dưới thì nó sẽ gồm có là một cái phần tay lắc có nhá. Đấy, tay lắc này, tay lắc 1/2. Bộ đây là hàng của Đức nhá, hàng của Đức này. Made in Germany, thấy không? Made in Germany, tay lắc 1/2 có đảo chiều xoáy nhanh các bác luôn. Đấy, có đảo chiều xoáy nhanh luôn nhá các nhá. Đây. Đấy, các bác nghe tiếng tạch tạch các bác biết đảo chiều xoáy nhanh, ok rồi. Đấy, rồi ngoài ra là ở đây dãy bên dưới này là những cái đầu khẩu này. Ở đây thì sẽ có là một cái cây tô vít này. Đấy, cũng in chữ Made in Germany luôn này, hàng của Đức rất xịn sò nhá. Con này thì cái cây tô vít các bác có thể bẻ một góc 90 độ này, chéo một góc 45 độ này, thẳng này. Đấy, để các bác xoáy này. Con này cũng có xoáy nhanh đảo chiều luôn nhá các bác nhá. Đấy, con cây tô vít này cũng có xoáy nhanh đảo chiều luôn, rất chắc chắn. Đấy, vừa có tô vít này, vừa có đầu khẩu để các bác xoáy bu lông này, siết bu lông này, quá ok luôn. Mà giá nó bình dân, nó chỉ có 260.000 bộ thôi, đựng trong một chiếc hộp rất là đẹp nha. Đấy, khi nào mà dùng xong là các bác lại dắt các chi tiết đây, đậy nó vào cái thì ok. Có phần móc này, các bác có thể móc treo lên tường, rất gọn gàng, ok. Đấy, và chuẩn chỉ nhá, 38 chi tiết trong một hộp vít nha. Giá thì hiện tại đang gửi bác là 260.000, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ vít V38 nhá. Đấy, V38 260.000 bộ, bao ship cho bác tận nhà luôn, giá rất tốt. Đây các bác cùng ngắm lại em nó lần nữa này. Con này nói chung là đợt này nó về cái lô này giá nó quá rẻ rồi. Đấy, mà sản phẩm dùng quá chất lượng luôn. Đây, các bác cùng xem này. Tay lắc tô vít này, đầu khẩu này, mũi vít này, các thứ các kiểu luôn, đầu lò xo, xoáy vị trí khó này, 260k nhá, bao ship tận nhà luôn. Tiếp theo thì hôm nay em cũng lên mã giảm giá cái mã này luôn. À mà cái đợt này nó về cái lô này là cái lô dây này là 30 mét quá nhá. Đấy, lô này dây 30 mét. Trước thì em hay bán là cái mã 20 mét nhưng mà mã mét thì em bỏ mã rồi. Vì cái mã 3 mét này giá nó rẻ hơn mà dây lại ngon hơn. Đấy, thì em nhập luôn cho bác cái 3 mét này về các bác dùng thoải mái này. Đấy, dùng cho anh em dân công trình này, sự kiện này, hoặc các bác xài gia đình này, cắm quạt quậy này, rồi là các thứ rồi. Đấy, đặc biệt là các bác sử dụng nhà hay có công có việc, các bác dòng ra các bác cắm nhá. Một cuộn này là dài là 3 mét nhá. Dây điện hàng bãi Nhật rất xịn sò. Thì toàn bộ của nó sẽ là đúc hết luôn. Đấy, đầu cắm nguồn của nó đây, đầu cắm nguồn, đầu đúc này, và đầu ổ ra này. Đấy, đầu ổ ra này, chân dẹt châm tròn là các bác cắm ok luôn. Đấy, hai chân ba chân cắm hết luôn nhá. Dây thì bao dẻo bao dùng bác luôn. Dây này của nó sẽ là dây lõi một chấm nhá. Dây lõi một chấm thì các bác xài cho em công suất khoảng tầm 2.500 đến 3.000W đã thoải mái rồi. Đấy, về các bác xài gia đình này, anh em thợ thuyền các thứ này, xài máy khoan máy móc các thứ rồi, thậm chí là những cái con motor khoảng tầm 1.000W, 1.500 là cũng xài thoải mái rồi con ạ, ok luôn. Giá thì em báo giá luôn nhá, giá thì bao giá thị trường luôn, cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cuộn dây điện vàng, cuộn dây điện vàng 30 mét nhá, 30 mét này, dây điện màu vàng 30 mét, giá của nó thì hiện tại đang gửi bác giá sẽ là 130.000 một cuộn dây này. Đấy, 130.000 một cuộn này, có tích hợp là đầy đủ cả ổ cả phích luôn. Đấy, cả ổ cả phích này về các bác xài luôn này. Đấy, về cắm vào là các bác cắm cho thiết bị điện là các bác xài thôi. Đó, cuộn dây nguồn màu vàng 30 mét thôi nhá, 30 mét, giá của nó sẽ là 130.000 một cuộn này. Đấy, 3 mét là 130.000 một cuộn, là dây điện 3 mét nhá. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất chất lượng luôn. Dây cực kỳ dẻo, dùng chất lắm. Đó, dùng thoải mái luôn. Đây. Nếu bác một cái sản phẩm về dùng nhà bếp này, đó là cái cây kéo cắt gà của Đức nhá. Lên mã cái cây kéo cắt gà của Đức này. Cái này thì các bác cắt về cắt gà vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả xài nhà bếp cho em cũng rất ok luôn. Đây, hàng logo thương hiệu Willing này. Đấy, Made in Germany. Em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo may của Nhật này. Đấy, em báo giá xả kho luôn nhá, báo giá xả kho cái mã này luôn. Bữa trước thì cái cây này đang bán là 180.000, em xả kho bác luôn. Giá sẽ mua này, 150.000 một cây nhá. 150.000 một cái cây kéo may 12 inch nhá các nhá. Kéo may 12 inch, rất chất lượng luôn. Kéo may của Nhật rất xịn sò, sắc bén lắm.
con này cắt cực kỳ sắc luôn, bao sắc bác luôn, hàng Made in Japan đấy, kéo may thông số là 12 inch nhá. Của nó thì phần khâu đồng này, đấy, ốc khâu đồng luôn, tay cầm này, đấy, tay cầm có bọc cao su non chống trơn trượt nhá, lưỡi kéo thì bao sắc bác luôn đấy, cái này cắt ngon ngọt lắm. Con này thì về các bác cắt vải thì đúng bài luôn này, có nhìn này đấy, thấy không đấy, thấy không đó, lưỡi kéo rất là sắc bén nhá, cắt rất ngọt luôn này đó, thấy không, cắt rất ok đó. Thì giá hiện tại đang giảm giá xả kho, chỉ còn có 150.000 một cây thôi, lên mã giúp em sẽ được cái cây kéo may kích thước 12 inch nhá, đấy, hàng Made in Japan, 150.000 một cây. Sản phẩm xả kho tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết của filter này, đấy, hàng bãi Nhật cũng rất là xịn, báo giá bác luôn. Sản phẩm này thì bữa trước đang bán là 190.000, 190.000 thôi, em giảm luôn bác, giá chỉ còn có là đi giá sẽ là 160.000 nhá, 160k. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khẩu 12 chi tiết nhá, 12 chi tiết 160.000 đang giảm giá giả con, có 160.000 bộ thôi, giá rất tốt mà sản phẩm dùng cực kỳ chất lượng luôn, hàng của hãng filter nguyên hộp nha. Đấy, đây filter này toàn hàng hãng thôi chứ không phải hàng chua nổ linh tinh nhá, đó, từ cách thức đóng gói cho đến sản phẩm rất chất lượng luôn. Đấy, bao dùng bao xài luôn. Những cái con về các bác vặn bu lông, những con này nếu mà nó bị tuyết hay nó bị tòe ra thì em bảo hành cho bác luôn, nếu mà bị tuyết bị tòe bên em đổi bác bộ khác nhá. Đấy, hàng này thì bên em bán vô cùng nhiều rồi, chưa có bác nào kêu bảo là bị những cái đầu bu lông này các bác về vặn nó bị tuyết hay là nó bị tòe ra như nào cả. Đấy, bao sắc bao chất lượng bác luôn, toàn bộ của nó là bằng chất thép CRV nhá, siêu cứng cáp dây dẫn. Của nó sẽ gồm có là 2, 4, 6, 8, 10 đầu khẩu nhá, 10 cái đầu khẩu, kích cỡ của nó là từ 8 cho đến 12. Đấy, từ 8 đến 12. Và đi kèm là một cái đầu nối dài này, đấy, một cái đầu nối dài và một cái tay lắc nhau nhá. Tay lắc này sẽ có đảo chiều. Đấy, tay lắc sẽ có đảo chiều xoáy nhanh. Đấy, tay lắc đảo chiều xoáy nhanh và cỡ của nó sẽ là cỡ 1/2. Tay cầm có bọc một cái phần nhựa đây để các bác cầm khi mà các bác vặn không bị trơn trượt nhá. Đấy, về các bác xoáy xe cộ này, thiết bị thứ nhà mình rất ok luôn. Đấy. Gồm 8 đầu khẩu nhá, kích cỡ là từ 8 đây, từ 8 này cho đến 24 nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 12 chi tiết, từ 8 đến 24 là 8 cái đầu, 10 cái đầu khẩu này, một cái thanh nối dài và một cái tay lắc 1/2. Đấy, thì bộ này bên em đang gửi bác giá chỉ có 160.000 thôi. Hàng của hãng filter. Đây các bạn nhìn cái phần miệng khẩu của nó này. Nó làm rất là kỹ luôn. Đấy, cắt CNC laser thứ là nó làm rất đẹp luôn. Đó, đây. Quá ok. Mà nó chỉ 160.000 thôi, giá nó rất là bình dân mà hàng hãng luôn nhá. Hãng filter. Bộ khẩu 12 chi tiết nhá, 160.000 bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ đầu chuyển khoan thành cưa này. Đấy, nhà các bác nào mà có cái máy khoan sẵn rồi các bác mua về lắp cái bộ này vào nó thành một cái máy cưa lọng nhá. Máy cưa lọng, máy cưa cầm tay. Về các bác cắt gỗ này, cắt sắt này rồi là cắt ống nhựa thứ, cắt rất là đa năng luôn. Đấy, em báo giá luôn nhé, bộ này hôm nay cũng giảm giá luôn, bữa trước đang bán là 120.000, hôm nay em về với bác mức giá rất dễ mua luôn, 80.000 một cái bộ đầu chuyển khoan thành cưa nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ đầu chuyển đổi khoan sang cưa. Đấy, từ máy khoan sang máy cưa nhá. Đấy, về các bác có cái máy khoan điện hoặc là máy khoan pin cũng được, các bác lắp vào là chuyển từ khoan thành cưa luôn, là hiện tại đang giá đang giảm nhưng có 80.000 thôi. Đấy, 80.000 bộ thôi nhá. Giá rất tốt và rất dễ mua luôn. Về đây. Về thì một bộ nó sẽ gồm có là một cái đầu chuyển này. Đấy, thì về các bác lắp cái đầu này vào cái máy khoan. Đấy, và khi mà các bác lắp máy khoan thì theo cái dạng là cái bộ trong nó sẽ chuyển thành cái đầu cưa lọng này, nó theo dạng tĩnh tiến các bác nhìn này. Đấy, nó sẽ tiến lên lùi lại, gọi là tĩnh tiến nhá. Đấy, thì về các bác lắp cái lưỡi cưa vào thì đi kèm. Ở trong bộ này nó sẽ có 3 cái lưỡi cưa của bác luôn. Đấy, 3 cái lưỡi cưa này. Đấy, cưa sắt, cưa gỗ, cưa ống nước các thứ này rất ok. Thì các bác lấy một trong 3 cái lưỡi này, dùng cái lưỡi nào các bác lấy lưỡi đấy. Sau đó là các bác đẩy xem cái lẫy này. Đấy, đẩy cái lẫy này. Các bác đút xem cái lưỡi cưa vào. Đấy, đút vào. Đấy, kêu cái tạch cái là ok. Đấy là vào, nó vào khớp vào là ok rồi nhá. Sau đó là các bác lắp xem cái tay cầm này vào. Thì khi mà các bác cầm nó dễ này. Đấy, lắp xem cái tay cầm vào để các bác cầm cho dễ. Đấy, sau đó là các bác lắp vào máy khoan. Mỗi lần các bác cưa thì các bác cứ thế đó, các bác cưa thôi, như kiểu một chiếc cưa lọng nhá. Đấy, theo dạng tĩnh tiến này, con nhìn em quay này. Đấy, em quay ở đây thì nó sẽ mô phỏng này. Đấy, còn về thì các bác lắp vào máy khoan thì mình là cưa thôi. Con này cưa ngon lắm, cưa gỗ, cưa sắt, các thứ, cưa ống nhựa, ống nước ok luôn. Đầu chuyển đổi khoan này cưa nhá, 80.000 một bộ này. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây các bác cùng coi. Đây là bộ chuyển đổi máy khoan thành máy cưa lọng. Bác nào nhà có máy khoan mà muốn sử dụng lưỡi cưa lọng cơ thụt thì xem em này nha. Chuyên dùng để cưa ván gỗ, tấm nhựa, đơn giản dễ dàng,
một bộ kèm theo ba lưỡi cưa lọng, bác nào thích mua tại giỏ hàng ạ. Đấy các bác nhìn này, đấy về các bác có cái máy khoan, đấy các bác lắp vào cái đầu này. Đấy sau đó các bác bật máy lên là bắt đầu là nó chạy, khởi động là các bác cưa thôi, cưa rất là ngọt ngào ok luôn. Đó 80 ngàn nhá, 80 ngàn. Một cái bộ đầu chuyển khoan hành cưa nhá, 80 ngàn bộ, giá này đang hiện tại đang giảm giá rất tốt luôn đấy. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái con đồng hồ vạn năng này, đồng hồ vạn năng. Con này thì hôm nay em cũng giảm giá xả kho bác luôn. Đấy giảm giá xả kho luôn nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đồng hồ vạn năng, bao nhiêu đồng hồ vạn năng. Cái này các bác đo được nhiều thứ lắm, đo điện AC DC, thứ đo tụ đo tiếc, đo ngon lành luôn. Đấy, đồng hồ vạn năng. Vạn năng này. Giá của nó sẽ là 170.000. Đấy, bữa trước đang bán là như là hơn 200 đấy, đợt này đang giảm giá bác luôn, chỉ có 170.000 một cái thôi. 170k. Cái con này là nó hay ở cái sản phẩm này là các bác cứ dí vào là nó đo thôi, dí vào là đo thôi. Đấy bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân máy này, đấy, một thân máy nhá, đi kèm là cái đầu đầu kim để các bác dí vào những cái chỗ các bác cần đo và một cái đôi pin. À, thì đây, em lấy luôn cái máy em đang xài này. Đấy, cái máy của em đang xài đây thì về các bác lắp đặt và các bác xài thôi. Đấy nó sẽ có đi kèm hai cái dây như này. Một cái đôi pin thì các bác lắp đằng sau sử dụng pin tiểu này. Đấy và đây là tổng quan về cái con đồng hồ nhá. Đấy, thì về các bác giữ lì cho em này, lắp pin vào các bác giữ lì cho. Đấy nó sẽ lên. Đấy, chức năng đầu tiên của nó sẽ là đo thông mạch này. Các bác dí vào hai cái với nhau này, nó sẽ là đo thông mạch. Đo thông mạch để các bác kiểm tra dây đứt này. Dây nó còn đứt hay là dây nó còn liền hay dây bị đứt rồi thì các bác dí này. Đấy, dí vào để các bác đo thông mạch. Đấy, rồi là các bác đo điện thì các bác rất là dễ đo thôi. Cái con này ấy, là hay của nó ấy, là các bác cứ dí vào là nó sẽ báo lên màn hình luôn. Các bác không cần phải ví dụ như là những cái con đồng hồ bình thường ấy là các bác cứ phải vặn vặn chỉnh chỉnh ấy, nó rất là mất công. Nhưng con này là cứ auto luôn, dí vào là nó auto nó báo. Đây em dí cho bác này. Đó đây ví dụ các bác dí vào điện 220 nhá. Đó đây con này nó chưa. Đây các bác đợi chút. Đấy em dí điện 220 nhá, nó lập tức nó nhảy luôn là điện AC 229V này, này. Đấy, là 230 đấy, là điện lưới Việt Nam mình đấy. Đó đây. Đấy thấy không? Điện AC là 229V này này. Đó, nó báo luôn nhá. Đấy là các bác không cần phải vặn viết gì, chỉ việc dí vào là nó sẽ lên. Đây ví dụ như em đo cái bình ắc quy 12V nha em nhá. Đo bình ắc quy 12V nha em này. Con này là con ắc quy 12V này. Đây để em dí cho bác coi nhá. Đây em sẽ một dây cầm ở đây. Đó, là dây em dí đây. Đấy đây không? 11.42V này. Đấy thì nó là cái con này, con bình ắc quy 12V này. Đấy, con này hiện tại đang sụt áp còn có 11.42V thôi nè. Đó, nó sẽ báo luôn nhá. Đấy báo luôn là điện AC DC đây luôn. Màn hình to rõ ràng hiển thị ok luôn nhá. Đây, đo cho bác một cái nữa luôn này. Đo cho bác cái này là cái viên pin 9V này. Đo luôn cho bác nhá. Đấy đo luôn này. Dí vào cắm vào. Các bác cứ cắm vào cho nó luôn. Cứ cắm vào là các bác đo không cần phải ấy đi. Đây. 10.14V nó báo luôn nhá, báo luôn. Đấy, báo luôn là điện DC AC thứ báo luôn nhá. Là nó rất là thông minh, là các bác không cần phải là tinh chỉnh hay là xoáy nút các thứ vặn nút gì. Cái này là dùng cho những người mà không biết gì cũng có thể đo điện luôn. Đấy, dùng cho những người mà không biết gì cũng có thể đo điện luôn. Đấy thế mới hay. Đấy nó gọi là cái đồng hồ đo vạn năng dành cho những người không phải là dân chuyên hay là gọi là những bác là thích mày mò thôi. Đấy, thích mày mò hoặc là đo để biết thôi là dùng con này là quá ok, hoặc là xài gia đình các thứ con này cũng quá ok rồi, thoải mái, hoặc anh em thợ thuyền điện dân dụng các thứ xài này cũng quá ok luôn. Đấy, giá của nó sẽ là đi 170.000 nhá. Giá này đang được giảm giá lắm nhá, đang được giảm giá được có 170.000 thôi. Đồng hồ đo vạn năng, đo tất cả mọi thứ luôn, không cần phải tinh chỉnh gì nhiều, chỉ việc là bật máy lên và các bác dí vào là nó sẽ đo tự động, nó báo luôn về cái màn hình luôn. Đấy, tự động báo luôn nhá. 170.000 một cái đồng hồ vạn năng ạ. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng đó là cái cây bơm tẩu 12V. Các bác có lên mã giúp em sẽ là cái bơm tẩu 12V này. Bơm này thì hôm nay em cũng báo cái giá tốt cho bác luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bơm tẩu nhá, bơm tẩu 12V. Con này sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Bữa trước thì con này đang bán như là 220, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. 180.000 coi nhá, 180.000 một con bơm tẩu 12V nha. Thiết kế rất đẹp chắc chắn nhé. Hàng này là hàng thanh lý của công ty Toyota. Đây, Toyota, hàng made in Japan. Đó, rất xịn sò. Sản phẩm thì sẽ gồm có là dây nguồn này, cắm trực tiếp vào cái đầu tẩu ở trên ô tô. Đó, đầu tẩu trên ô tô là các bác xài nhé. Còn đây là cái
dây bơm da, dây bơm da bọc dù rất chắc chắn, có phần đồng hồ đo cân ký ok luôn. Đấy, và đây bên hông này sẽ có là một cái công tắc này, công tắc bật tắt bơm, và đây là cái công tắc để các bác bật đèn. Ở đây bên hông nó có một cái đèn này. Đấy thì cái con này thì chuyên dùng ở trên xe ô tô nhau nhá. Đấy, ví dụ xe ô tô các bác hay để một con dự phòng, nhiều khi ví dụ các bác chẳng hạn hay có tình trạng là xịt lốp. Đấy, xịt lốp thì các bác lấy con này, các bác cắm trực tiếp vào cái tẩu trên ô tô, sau đó các bác lôi ra, các bác bơm cho bánh ô tô nhà mình là quá ok luôn. Đấy, thì đấy là đối với các bác dùng ô tô. Còn nếu các bác nào mà muốn dùng ở gia đình nhà mình thì các bác mua thêm cho em một cái con đầu tẩu cái như này. Cái con này nó là cái con giả lập ở trên cái đầu tẩu cái của ô tô ấy. Bình thường là các bác về các bác cũng vẫn có thể chế cháo cái đầu này ra được này. Đấy, nhưng mà chế cháo thì nó không còn zin, không còn nguyên bản nữa. Đấy, mà nó hơi lằng nhằng, thì các bác mua cho em cái đầu này về. Nó là cái đầu tẩu cái nhá, các bác cứ lên mã cho em sẽ là đầu tẩu cái. Đấy, vì nó lõm này, gọi là đầu tẩu cái. Còn cái đầu là đầu đực này. Đấy, thì hai con nó sẽ cắm với nhau, đực cái gặp nhau này. Đấy, khớp vào nhau. Và cái phần còn lại này các bác kẹp trực tiếp vào cái bình ắc quy nhà mình để các bác xài ở gia đình nhá. Đấy, cái này là các bác xài ở gia đình nhà mình, không cần phải cắm ô tô. Cái này các bác cứ kẹp trực tiếp vào ắc quy này, sau đó các bác cắm cái con bơm vào đây. Đấy là các bác xài thôi, có thế thôi nhá. Đấy là phương án dùng cho gia đình. Thì nếu mà phương án dùng cho gia đình thì các bác mua cho em thêm cái đầu tẩu cái nữa, thì bên em đang bán thêm cho bác một cái đầu tẩu cái để các bác nào xài cho bình ắc quy ấy, thì các bác thêm giúp em là 40.000 cho một cái đầu tẩu cái nha, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đầu tẩu cái nhá. Đấy, đầu tẩu cái để xài cho ắc quy. Giá của nó sẽ là 40.000 một cái đầu tẩu cái này. Còn cái con bơm. Con bơm thì bên em đang gửi bác giá là 180.000, hiện tại đang được giảm giá đấy. Con này thì phần thông số công suất này. DC sử dụng điện là điện DC 12V nhá, công suất của nó sẽ là 120W này, max 10A. Đấy. Công suất là 30 lít trên 1 phút nhá. Bơm khỏe lắm, con này bơm khỏe cực kỳ, bơm rất là nhanh luôn. Bơm xe đạp, xe máy, ô tô các thứ cho em ngon này, thì đây em sẽ test cho bác coi luôn. Thì về con này các bác dùng cái đầu tẩu cái, các bác kẹp cho em vào cái cực dương này. Đấy, màu đỏ này, còn lại là cực màu đen là cực âm này. Đấy, các bác kẹp vào nhá. Đấy, sau khi mà kẹp xong rồi thì các bác cắm cho em con bơm này vào. Đấy, cắm vào. Đấy, đây nó sẽ lên đèn luôn đây này. Đấy, còn nếu các bác muốn tắt cái đèn đi, các bác bấm cho em nút bên hông, nó sẽ tắt đèn đi nhá. Bật này, tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt. Đấy là cái nút đèn, còn đây là cái nút công tắc khởi động máy này. Đó, bật lên này. Đó, bật lên này. Đó, lúc nào dùng các bác bật lên. Đó, bơm xong các bác tắt đi. Có công tắc ngon này luôn. Và có cái phần đồng hồ đo cân nặng đầy đủ để các bác theo dõi xem áp suất lốp các thứ rồi. Đây em sẽ bật máy và em bịt cái tay cho các bác nhìn cái đồng hồ nó chạy này. Đó, thấy không? Đó. Con này lượng hơi nó ra khỏe lắm, nên các bác nhìn cái đồng hồ đẩy lên rất là nhanh này. Đó, có thấy không? Cái lượng hơi ra rất khỏe, ra rất đều luôn. Đấy, hàng của Toyota thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, rất chất lượng luôn nhá. Bơm tẩu sử dụng nguồn làm nguồn 12V. Giá của nó sẽ là 180.000 một cái bơm tẩu 12V nha. Đấy, hàng thanh lý cửa hàng rất chất lượng, hàng thanh lý công ty. Còn nếu mà muốn mua thêm cái tẩu cái để về các bác xài ắc quy thì bên em đang bán cái tẩu cái này là 40.000 một cái nhá, 40.000 một cái. Rồi, cái sản phẩm rất là hay ho này mà lâu lâu quay cho bác này, đó là cái bộ kẹp nóng nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ cái bộ dụng cụ kẹp vắt nóng nhà bếp này, em báo giá luôn. Bộ này bên em gửi bác giá rất bình dân thôi, 40.000 các bác sở hữu cho em bộ này luôn. Đấy, 40.000 một bộ nhá. Bộ này về những cái đồ ăn thức uống nhà mình, đặc biệt là những cái món mà các bác hấp cái thủy ấy. Đấy, mà các bác để cả những cái bát, những cái đĩa ở bên trong lò vi sóng này, hoặc là ở trong những cái nồi hấp này nó rất là nóng. Đấy, thì các bác mua trong cái bộ này về để các bác sử dụng nhá, rất là hay luôn. Đây, nó sẽ gồm có là một cái kẹp như này. Đấy, một cái kẹp này thì các bác ví dụ các bác có một cái đây, ví dụ các bác có một cái đĩa thức ăn này này, các bác muốn kẹp vào. Đấy, thì các bác kẹp vào. Đấy, và các bác nhấc nó lên nhá. Đấy, các bác nhấc nó lên này rất ok luôn. Đấy, rồi là một cái kẹp tay nữa. Đấy, ví dụ các bác có những cái đĩa đồ ăn, bát đồ ăn, các bác kẹp nó vào, các bác nhấc nó ra, nhấc nó ra khỏi những cái song mà hiện tại đang rất là nóng. Bình thường là các bác không thể dùng tay, các bác cho tay vào các bác cầm trực tiếp được, thì các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. Đây một bộ đây, nó rất nhiều chi tiết luôn, cả đây này, đây là cái cả cái miếng lót tay này, cái này là cái miếng lót tay nhá. Đó, đây em lấy cho nó coi cái miếng lót tay. Cái này là ví dụ những cái song nóng như thế nào, các bác lấy cái này. Đấy, để các bác kẹp nó vào, kẹp nó vào để các bác lót tay ra đây, kẹp nó vào đây. Đấy, cho vào hai cái ngón tay các bác kẹp này. Đấy, kẹp nó vào để các bác bắt những cái đồ song nóng ra, hoặc là ví dụ như các bác luộc trứng,
con này cũng rất hay, luộc trứng các thứ này, các bác lấy cái này các bác cặp luôn cái quả trứng và các bác cầm trứng này luôn cũng được luôn. Đấy, rất ok. Rồi là ở đây nó còn một cái chi tiết nữa này, cái này gồm 3-4 món cơ. Cái này là cái lót đế lót nồi. Đấy, ví dụ như nhà các bác mà hay có những cái bàn bếp các thứ này mình, hoặc là những cái chỗ bàn ăn mà nó hay mặt kính, bình thường các bác để những cái nồi lên là rất hay dễ bị vỡ. Đấy thì các bác giả cho cái này lên. Ở đây nó có những cái gai silicon chống lên trượt này. Đấy, thì đây một bộ này là gồm 4 món này luôn. Đấy, mà giá thì cũng chỉ có 40.000 thôi, sử dụng nhà bếp cực kỳ là ok luôn. Đấy, lên mã anh em sẽ cái bộ kẹp nóng nhá, bộ kẹp nóng nhá, sử dụng nhà bếp nhá. 40.000 nhá, 40.000 một cái bộ kẹp nóng nhà bếp nhá. Đây các bác cùng xem cái thực tế cái video về sản phẩm này. Đây các bác cùng coi này. Bạn đã có bộ dụng cụ kẹp đồ nóng như này chưa? Nó sẽ là trợ thủ đắc lực trong việc nấu ăn của bạn đấy. Có thể sử dụng loại dụng cụ nào cũng nhấc nó lên được. Giờ đây bạn không còn lo bị bỏng tay khi nấu nướng nữa rồi nhé. Bạn đã có bộ dụng đấy, thực tế về đó. Sản phẩm của anh nhìn này, đấy bình thường là những cái đĩa ở trong nồi hấp này, quả trứng nó rất là nóng này, đấy thì các bác sẽ dùng cho em những cái bộ kẹp các thứ này, các bác gắp nó ra một cách dễ dàng, không cần phải đụng tay vào luôn, mà không thấy một tí nóng luôn, rất là hay nhá. Đó đấy, bình thường các bác cứ hay về những cái khăn kia các thứ các bác dí vào rất là bất tiện nhá. Đấy thì các bác mua cho bộ này về, nói chung là dùng nhà bếp bộ này thì quá là hợp lý luôn, mà giá nó bình dân nó chỉ có 40.000 thôi. Đấy, tội gì các bác không mua sắm một cái bộ đồ bếp sản phẩm thông minh và hữu ích này để mua về dùng gia đình rất là hợp lý rồi. 40k một bộ kẹp gắp nóng nhá. Đấy, 40k một bộ. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm về gia đình cũng rất là hợp lý này. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái bộ sạc pin tiểu nhá. Đấy, bộ sạc pin tiểu. Em báo giá luôn, một bộ này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 70.000 nhá, 70.000. Đấy, một bộ này sẽ bao gồm là một sạc và 4 viên pin. Đấy, 70k nhá, 70k. Bộ sạc pin tiểu nhá. Đấy, bộ sạc pin tiểu. Là một bộ này là gồm có một cái máy sạc này, đây một máy sạc, một sạc này là một lúc sạc được là 4 viên pin, 4 viên pin, và nó có thể sạc được hai loại pin, đó là pin 2 chữ A và pin 3 chữ A nhá các bác nhá. Đấy, những cái pin phổ thông các bác dùng để điều khiển các thứ này, dùng cho điều khiển ô tô đồ chơi thứ, dùng rất là nhiều những cái hai luôn. Các bác mua cho em cái bộ này về thì đây một bộ nó sẽ như này, là một bộ sạc và đi kèm là 4 viên pin nhá, 4 viên pin. Đấy thì một bộ sạc này bên em đang gửi các bác giá sẽ là 70.000 nhé, 70.000. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ sạc pin tiểu nhé, bộ sạc pin tiểu giá của nó sẽ là đi 70.000 các bác nhé, 70.000. Đấy là đi kèm cả pin rồi. Đấy là pin này của nó sẽ là pin 2 chữ A này, dung lượng là 700 mAh, công suất là 1.2V nhé. Đấy thì về các bác lắp vào đây là các bác sạc thôi, một bộ này là 70.000. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm pin, nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một vỉ pin như này, một vỉ pin 2 chữ A như này, 2 chữ A này, giá của nó sẽ là 30.000 một vỉ nhá, chỉ có 30.000 thôi, giá nó rất là hạt rẻ bình dân, 30.000. Đấy, 30k một cái vỉ pin mua thêm như này các nhá, 30k. Còn nếu mà các bác nhiều bác muốn hỏi là có cái pin nhỏ hơn không, đó là cái pin 3 chữ A các nhá, 3 chữ A thì nó sẽ là pin nhỏ hơn đây, 3 chữ A này, đấy, A này. Đấy, 600 mAh. Pin này thì bên em cũng bán đồng giá cùng với pin kia luôn, cũng là 30.000 nhá, cũng là 30k luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là mua thêm một vỉ pin 3 chữ A. Đấy thì một vỉ này bên em đang bán cho bác là 30.000. Đây em sẽ so sánh với bác này, so sánh hai loại pin này. Đấy, pin này là pin 3 chữ A này, nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, còn cái pin 2 chữ A thì nó sẽ là to hơn. Nhiều bác hay gọi là cái pin này là pin trung này, còn cái pin này là pin tiểu này, cực tiểu này. Đấy thì đây thì em bên em hay phân biệt là bằng chữ nhá. Đấy là cái loại, một loại là nhỏ nhất đấy là bên em đang bán là 3 chữ A này này. Đấy, 3 chữ A này của nó sẽ là đây này, 3 chữ A là nhỏ nhất này, còn cái loại vừa thì là 2 chữ A, đây 2 chữ A này đó, 2 chữ A nhá. Đấy thì nó sẽ là to vừa, thì bán đồng giá cho bác là 30.000 một vỉ nha, là cứ mua thêm là 30.000 một vỉ. Còn bên em bán một bộ sạc nha là 70.000 nhá, một bộ sạc là bao gồm là một sạc và 4 viên pin là 70.000. Đấy, đấy là cái về cái bộ sạc pin tiểu đấy các nhá. Cái này về cứ cắm trực tiếp vào điện 220 cho em là các bác xài thôi. Đó là cái cọ vệ sinh con vịt này, cọ vệ sinh các bác chuyên dùng để cọ vệ sinh toilet các thứ nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì em báo cái giá thanh lý hôm nay luôn. Đó đi. Bữa trước bên em đang bán giá sản phẩm này đang bán là 90.000, hôm nay em còn ít em thanh lý xả luôn bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cọ vệ sinh nhá, cọ toilet hoặc là cọ WC hình con vịt. Đó, giá của nó đang xả với bác là chỉ có 50.000 một cái thôi, 50.000. Cái này về rất là hay. Đấy, về các bác dùng để cọ, chuyên dùng cọ nhà tắm đấy, cái này nó có hướng dẫn lắp đặt này. Thì khi mà gửi tay bác thì nó sẽ tháo rời ra, thì về các bác lắp vào là xài thôi. Đấy, con này dễ lắp cực mà. Đấy. Ấn em cái đầu này vào này. Đó, kéo tạch cái là vào. Đó thì đây là cái cây cọ chính, còn đây là cái
Cái này là cái giá đỡ nhá, cái giá đỡ. Cái con này thiết kế cả cái giá đỡ. Rất là hay. Đấy. Lắp cái chân con vịt này. Đấy. Và đi kèm là nó có một cái miếng dính đằng sau. Cái sản phẩm này rất là hay là các bác đi kèm là nó có một cái miếng như này. Là về các bóc cho miếng ra, dắt vào đây và các bác dính nó lên tường. Và lúc nào mà các bác dùng xong là các bác để luôn đây cho. Đó, để ở đây là nó sẽ khớp vào. Nhìn nó sẽ che đi, nhìn nó rất là thẩm mỹ nhá. Nhìn nó đỡ kiểu là nó đỡ thô. Đấy, các bác cho đây. Mà ví dụ các bác dính cái tường thì nó rất là tiết kiệm diện tích nhá, nó không bị bình thường là các bác hay để xuống đất, các thứ giờ nó rất là hay bừa bộn. Đấy, như khi mà các bác dán lên tường, sau đó các bác để cái này vào là nhìn nó rất là gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp này. Đấy, nhìn vào cái nhà vệ sinh nhìn thấy rất là đẹp, sạch sẽ rồi. Đấy, và đây là cái cây chổi chính này, nó sẽ có một cái đầu silico nó dẻo dẻo này. Đấy, có những cái gai để các bác cọ này và một cái đầu bàn chải nhá, một cái đầu bàn chải để các bác cọ rửa rất ok luôn. Đấy, thì đây, chọn một cái bộ này. Giá của nó sẽ là đi em đang xả kho, giá của nó sẽ là 50.000. Đấy là một chổi và một cái giá đỡ đi kèm. Về các bác bóc cái miếng dính này ra, các bác dính lên tường, các bác cho lên. Và khi nào dùng xong các bác bỏ vào. Đấy là sẽ đậy kín với nhà, ok. Đấy, một bộ này là 50.000 nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cây chổi cọ vệ sinh con vịt. Đấy, cây chổi cọ vệ sinh, cọ VKC con vịt. Giá của nó sẽ là đi 50k đấy, các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm này. Cái này ok lắm. Chiếc cọ toilet được thiết kế thông minh có thể cọ sạch từng ngóc ngách của bồn cầu. Tại sao không? Chính là chiếc cọ toilet hình vịt này đây, được tích hợp hai đầu cọ linh hoạt. Một đầu cọ dẹt silicone dẻo có thể uốn cong để làm sạch các góc chết. Một đầu cọ mềm dễ dàng làm sạch bụi bẩn và vi khuẩn trên bề mặt, lại không hề gây sức men bồn cầu. Đi kèm là chiếc hộp để cọ treo tường. Sẽ luôn được giữ sạch sẽ và khô ráo, không gian nhà tắm cũng gọn gàng hơn hẳn nữa. Đó, mọi người nhìn xem, cọ bồn cầu vô cùng linh hoạt và dễ dàng luôn. Sản phẩm mình để trong giỏ hàng, mọi người bấm vào tham khảo nha. Đấy, hiện tại đang được giảm giá rất tốt luôn, đang được giảm giá xả kho, giá chỉ còn có 50.000 một cái thôi. Lên mã em sẽ là cái cây cọ vệ sinh hình con vịt của nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái túi thuốc diệt rong rêu nhá. Nhà bác nào mà sân sướng hiện tại đang rất nhiều rong rêu, mà đặc biệt là đang cái mùa mưa này, rong rêu nó ra sân ra sướng rất là nhiều. Đấy, rồi ví dụ như là trẻ em này, người già này, các thứ này đi lại rất là nhiều, mà chẳng may là có trượt cái mà giật mông cái thứ xuống là rất là nguy hiểm nhá. Đấy, thì các bác mua trang cái thuốc diệt rong này về thì một túi này là 500g và trên này là nó có hướng dẫn sử dụng luôn. Đấy, pha 500g với 5 lít nước các thứ này. Đấy, các bác đổ ra, sau đó các bác dùng cái những cái cây chổi rễ thứ gì các bác gì các bác quét cho nó thấm cái thuốc này vào là nó sẽ để một lúc, sau đó các bác xả nước là nó sẽ bong hết những cái chân rêu chân rong đi. Đấy, nó không bị trơn trượt nhá và rất là sạch sẽ, đặc biệt là những cái nền bê tông thứ gì, những cái nền rong rêu rất là sạch luôn. Một túi này là 500g nhưng em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái túi thiệt thuốc diệt rong rêu 500g, giá của nó sẽ là đi 40.000 nhá, 40.000 cho một cái túi thuốc diệt rong rêu này. Đấy, 40.000 một túi thôi. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế test sản phẩm này, rất là sạch luôn đấy nha. Đây. Đấy. Một tuần nay là miền Nam mưa liên tục, không thấy ánh nắng mặt trời đâu luôn các bạn. Và cái thời điểm này rất là thuận lợi cho rong rêu phát triển. Nhà bạn nào mà có nền bê tông á là rong rêu nó phát triển cực kỳ nhanh luôn. Đi đâu cũng thấy rêu. Nhà mà có thêm người già rồi là trẻ em hay bà bầu á, đi ở trên những cái nền rong rêu như thế này trơn trượt rất là nguy hiểm. Cái bịch tẩy rong rêu này mình mua được ở trên TikTok và bây giờ mình sẽ thử ở trên cái nền sân này luôn nha. Đấy, có thấy không? Đấy, sau khi mà rắc cái bột này lên và các bác quét qua quét lại này thì khoảng để 30 phút sau là nó rất là sạch luôn này. Chưa dùng này. Rong rêu còn nguyên nha. Đấy, cái chỗ này là tẩy rồi mà rất là sạch luôn này. Đấy, có thấy không? Sau khi mà tẩy xong nhìn nó sáng bong luôn này. Đấy, không còn rong rêu thứ nhá, không có hiện tượng trơn trượt nhá, rất là sạch sẽ ok luôn. Đấy, mua 1-2 gói này về các bác tẩy cả sân nhà mình luôn. 40.000 một cái túi thuốc diệt rong rêu được không nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác mang, đó là cái lọ bột thông cống này. Đấy, về các bác nào mà những cái cống nhà mình hiện tại đang tắc này, đang chảy chậm này. Đấy, rồi ví dụ là lâu ngày các bác dùng. Đấy, đặc biệt là những cái dầu mỡ đứa giờ nó động cặn và nó két vào. Đấy, cống nước thứ chảy rất là chậm. Đấy, có hiện tượng tắc thì các bác mua cho em cái lọ này về nhá. Các bác cứ đổ trực tiếp vào cái cống nhà mình, sau đó là các bác đổ cho em thêm ít nước sôi vào để nó tăng cái phản ứng hóa học lên. Đấy, nó là dạng bột nhá, nó dạng bột. Đấy, về các bác cứ đổ trực tiếp cái bột này vào trong cái cống nhà mình, đổ cho em thêm ít nước sôi vào là nó sẽ tăng phản ứng hóa học nên nó sẽ tắc được những hiện tượng là chảy chậm nước này, rồi là tắc cống có thứ như mình rất ok luôn. Đấy, thông tắc cống này, khử mùi này, diệt khuẩn này rất ok. Em báo giá luôn nhá, một cái lọ thuốc
bột thông cống nha, thì em đang gửi bác giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k thôi. Đấy, 20.000 một cái lọ bột thông cống này. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm này. Cái này dùng rất ok, cái này em bán rất là nhiều này. Đây, nghĩ cùng con này. Tết nhất đến nơi rồi mà cái bồn rửa bát nhà mình nó bị tắc thế này đấy. Mấy ngày rồi mà không hết tắc. Bát đũa ăn xong không dám rửa luôn. Nhưng mà tìm hiểu thì thấy có cái bột thông tắc này. Mua về thử nghiệm và review luôn cho cả nhà xem nhá. Nó này trước khi đổ bột vào thì phải cho ít nước các bạn nhá. Có nước thì nó mới phản ứng hóa học được. Kiểu như là nó phân hủy những cái chất cặn bã ở gì đấy. Bây giờ tiến hành đổ bột vào xem thế nào nhé. Thời gian đổ bột thì mình nghĩ là cứ đổ vào buổi tối xong rồi ngâm cả đêm rồi sáng ra nó sẽ hiệu quả hơn. Mới đổ mà xả nước luôn là sẽ không được đâu các bạn nhá. Đổ được một lúc thì nó phản ứng hóa học nó sủi bọt lên rất nhiều. Đây là quá trình nó phân hủy những cái chất cặn bã để cho nó mịn ra và thông cống nhá. Quan sát thì một lúc sau mình đã thấy cái bột nó bị thụt xuống, chứng tỏ đã thông được một phần rồi. Nhưng tốt nhất mình cứ để qua đêm cho chắc ăn các bạn nhá. Sản phẩm này mình thấy ổn đấy, các bạn tham khảo nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, em báo giá luôn 20.000 nhá, 20.000 một cái lọ bột thông cống nhá, 20k. Một cái sản phẩm rất hay để về cho các bác nào chuyên sử dụng máy giặt này, đó là cái quả bóng giặt ma thuật nhá. Đấy, cái này thì hay gọi là cái quả bóng giặt ma thuật, thì bên em sẽ bán nó combo là một lúc là 10 quả một có nhá, 10 quả một thì sẽ bán theo combo là 10 quả một. 10 quả thì bên em sẽ gửi bác giá sẽ là đi 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái combo quả bóng giặt. Đấy, combo 10 quả bóng giặt này. Đấy, 10 quả bóng giặt giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 một cái combo 10 quả nha. Đấy, bán một lúc là 10 quả luôn. Về các bác sử dụng nhá. Cái này về dùng hai lắp. Đặc biệt là cho các bác dùng máy giặt nhá. Cửa ngang, cửa đứng đều được luôn. Các bác giặt quần áo là hay cái tình trạng là quần áo là nó cứ rối với nhau, và thứ hai là nó không sạch. Đấy, các bác mua cho em cái quả bóng giặt ma thuật này về. Chất liệu của nó là bằng silicone nhá, và nó có những cái múi như này. Đấy, những cái múi như này là khi vào trong lòng giặt nó sẽ tác động cùng với quần áo thì nó sẽ va chạm với cái quả bóng này. Đấy, và nó sẽ làm sạch quần áo, và thứ hai là khi mà các bác lấy quần áo ra nó không bị rối nhá. Thì những cái viên này nó sẽ làm chống rối quần áo nhá. Đấy, quần áo sẽ phẳng đẹp hơn. Thứ hai là quần áo sẽ sạch hơn. Đấy, giúp quần áo sạch hơn. Nói chung nó gọi là cái quả bóng giặt ma thuật. Cái này dùng rất là hay. Đấy, bán một lúc là 10 quả luôn. Bán một lúc là 10 quả với giá sẽ là 30.000 cho 10 quả bóng giặt ma thuật nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là combo 10 quả bóng giặt ma thuật, giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm này. Cái này dùng hay lắm. Đây. Các bác cùng coi này. Các bạn nên thử của bóng giặt này. Đặt một ít trước khi giặt, bạn không còn phải lo lắng quần áo bị bường víu nữa. Chất liệu silicon không làm hỏng quần áo, điều quan trọng là tăng ma sát. Wow, bộ quần áo này mềm như giặt bằng tay vậy, có thể dùng trong 10 năm, rất tiết kiệm và rẻ phải không nào? Mua ngay ở giỏ hàng nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, mỗi lần mà các bác giặt quần áo các bác cứ thả tất vào cho em. Đấy, khi mà giặt xong là các bác cứ lấy quần áo ra, còn cái này các bác cứ để lại trong máy giặt được, không vấn đề gì cả nhá. Lần sau các bác lại cho quần áo vào, và cái này lúc nào nó cũng trong máy giặt này. Chống rối quần áo này, giúp quần áo sạch hơn, thơm hơn. Giá của nó sẽ là 30.000 một combo 10 quả nhá. Rồi tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái set bao tay lao động này, set bao tay lao động 12 đôi và có bán lẻ cho bác luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái set bao tay lao động nhá. Một lố là 12 đôi nhá, một lố là 12 đôi và bên em sẽ có bán lẻ và bán theo combo. Đấy, nếu mà các bác mua theo lố thì một lố là 12 đôi. Đấy, một lố bao tay lao động này. Lao động một lố là 12 đôi, giá của nó sẽ là 70.000. Đấy, còn nếu mà các bác lấy lẻ một đôi, giá của nó sẽ là 10.000 nhá. Lấy lẻ một đôi là 10.000, còn các bác mua theo một combo một set 12 đôi là 70.000 nhá. Đây, một set của nó đây, một set này là 12 đôi này, là nguyên bịch này luôn, là 12 đôi. Về các bác dùng chuyên dùng để lao động này. Đấy, các bác phụ vữa này, sách vữa, rồi là các bác phụ hồ, rồi các bác làm thợ xây, các bác làm vườn, làm tược, làm những công việc tay chân dùng con này rất ok luôn. Đấy, ở đây nó có những cái gai bằng cao su ma sát rất tốt này. Đấy, thì các bác đi vào con này nó dạng co giãn 4 chiều nhá, nên là các bác tay to tay nhỏ đi hết luôn. Đấy, như tay em nó khá là to, đi rất là vừa luôn này. Đấy, tay to tay nhỏ đi hết luôn nhá. Đây. Đấy, tay to tay nhỏ đi hết luôn này. Đó, nó là dạng freestyle, nó co giãn 4 chiều nên các bác đi thoải mái nhá, và đi vào nó rất là ôm tay. Nó những gai cao su. Đấy, ma sát các bác cầm lắm không lo trơn trượt, hoặc các bác có thể là dùng cái con bao tay các bác lái xe lái cộ cũng thoải mái luôn. Đó. Một set bao tay lao động như này có nhá, là 12 đôi, giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000 là một set là 12 đôi. Còn các bác muốn mua lẻ một đôi một, đấy, mua lẻ một đôi một nha, thì bên em đang bán lẻ một đôi bao tay lao động như là 10.000. Các bác lấy lẻ ba đôi tính tiền bấy đôi. Còn các bác lấy cả set là 12 đôi, giá là 70.000. Nếu mà các bác có nhu cầu dùng nhiều thì theo em các bác cứ nên mua cả một set này, về dùng được lâu mà nó giá nó rẻ. Mua cả set này nó 70.000 thôi, 12 đôi luôn. Đấy, giá nó quá rẻ bình dân nhá. Đấy, bao tay lao động nữa nhá.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái kẹp chuột, bẫy chuột thông minh nha. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 15.000 nhá. Nhà bác nào nhiều chuột mua cái bẫy này về rất nhạy luôn. Đấy, 15k nhá. 15k một cái bẫy chuột nha. Các bác lấy 10 chiếc, 10 chiếc thì bên em là giá sẽ là 150.000, bao ship cho bác luôn. Cứ lấy 10 chiếc là được bao ship, còn các bác mua lẻ một chiếc là 15.000. Chất liệu của nó toàn bộ bằng nhựa này và có phần lò xo bằng thép nhá. Lò xo này nó đẩy cực kỳ căng và rất là khỏe luôn. Đây em sẽ hướng dẫn các bác cách dùng luôn này. Thì về các bác dùng hai tay này, hai ngón tay các bác lấy đây và bên dưới các bác đỡ bàn tay này, các bác ấn mạnh xem. Đấy, nó khớp vào lẫy cái thế là xong. Đấy, các bác không dùng như những cái dòng bẫy chuột truyền thống rất là nguy hiểm, nhưng con này dùng nó rất là nhàn. Các bác chỉ việc ấn mạnh một cái là nó sẽ khớp vào. Là cứ thế này. Các bác bỏ mồi bên trong này. Đấy, và các bác để vào những cái chỗ nào chuột nó hay đi lại này, rồi ví dụ như là những cái chỗ mà đầu hang các thứ rồi các bác bỏ vào. Đấy, rất ok. Đây em sẽ test bác con này. Con này dí nhẹ cái sập luôn này. Đấy, thấy không? Rất nhạy nhá. Đây. Test lại bác phát nữa này. Đấy, dí nhẹ cái là sập luôn nhá. Dí nhẹ cái sập luôn này. Đấy, rất nhạy luôn. Đó, nhạy lắm. Nói chung là chuột chỉ có chạm nhẹ vào cái phần miệng này này. Đấy, chạm nhẹ vào phần miệng cái là sập ngay nhá. Đấy, mà đây cái này em lấy tờ giấy rất là nhẹ, nhưng còn chuột, chân chuột là vào nó rất là nặng luôn, là vào cái là sập ngay. 15k nhá. Đấy, 15.000 một cái bẫy chuột nha. Còn các bác lấy để lấy 10 chiếc. Đấy, 10 chiếc là 150.000, bao ship cho bác luôn. Còn lấy lẻ một cái là 15k. Rồi một sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác đó là cái con lưỡi cắt cỏ xoắn thép này. Đấy, con này thì lâu lâu quay bác vẫn còn hàng để phụ bác nhá. Về bác chuyên bác nào mà hay cắt cỏ, cắt tiếp các thứ là dùng con này cho em rất ok. Đấy, thiết kế nó là dạng những cái sợi thép nhỏ này nó xoắn vào thành một cái sợi to. Đấy, để về các bác cắt cỏ. Đấy, cắt cỏ và đặc biệt là những cái vị trí ví dụ như là những cái chỗ mà đất điếc các thứ là nó nhiều đá gạch các thứ, là bình thường là các bác cắt những cái lưỡi kia nó rất là nguy hiểm, nhưng con này nó chui rút vào không lo bị nguy hiểm nhá, và nó rất an toàn luôn, và nó sẽ đào hết những cái phần gốc rễ của cây cỏ lên, cắt rất là sạch luôn. Đấy, chém cực kỳ sắc nhá. Đây, toàn bộ là những cái lưỡi thép nó xoắn vào thành một cái lưỡi thép to này. Đó, rất ok, chắc chắn lắm. Con này thì em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước này, size của nó sẽ là size 6 inch nhá, tương đương với lại đường kính là đi 15 cm. Đường kính là 15 cm. Cái phần vòng trong này của nó sẽ vơ vào là đi 2.5 ly này con này. Đấy, 2.5 ly nhá. 2.5 ly. Đó, 2.5 ly để về các bác lắp vào những cái máy nhà mình quá ok rồi. Nói chung là nó là những kích cỡ phổ thông mà. Đấy, kích cỡ phổ thông. Đây, lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá. Cắt rất là sạch luôn. Em báo giá luôn nhá. Bên em đang gửi bác một cái lưỡi cắt cỏ xoắn thép như này. Lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá. Giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 một cái lưỡi cắt cỏ xoắn thép này nhá. 70k một cái. Size của nó sẽ là size 6 inch, tương đương với lại là 15 cm nhá. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế về sản phẩm này. Con này dùng ok lắm, bán cực kỳ nhiều luôn đây. Máy cắt cỏ thông thường không thể diệt tận gốc cỏ. Sau một thời gian cỏ dại sẽ quay trở lại. Đó là vì các bác chưa sử dụng đúng loại lưỡi cắt. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một loại lưỡi cắt cỏ thép đa năng, loại bỏ cỏ tận gốc, đặc biệt không ảnh hưởng đến rễ cây trồng. Vô cùng sạch đẹp và tiện lợi. Lưỡi được cấu tạo từ hợp kim thép không gỉ, siêu cứng, siêu chịu lực, có thể cắt trong những vị trí ẩm ướt, độ bền sản phẩm cao. Với thiết kế dạng sợi xoắn ốc, giúp lưỡi cắt có thể đánh bay được cả những gốc cỏ dại cứng đầu nhất. Sản phẩm được thiết kế ưu việt, đường kính cắt lên tới 15 cm, thích hợp xử lý nhiều tác vụ trên diện rộng một cách hiệu quả. Hỗ trợ tẩy rỉ sét, loại bỏ rêu và loại bỏ cỏ dại trên sàn và tường. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Đức và được công ty VNE Việt Nam phân phối độc quyền. Cơ chế hoạt động, tác động một lực vừa đủ đâm sâu xuống đất từ 0,2 đến 0,5 cm, đồng thời đẩy cả gốc cỏ lên, rất an toàn và tiện lợi cho người sử dụng. Máy phù hợp với mọi loại máy cắt cỏ xăng và điện hiện nay. Nhân dịp chiên, ưu đãi giảm giá lên tới 50%. Sản phẩm cái con lưỡi cắt cỏ các bác đang coi nhá. Giá thì bình dân thôi. Đấy, 70k nhá, 70k một chiếc lưỡi cắt cỏ dạng xoắn thép nha. Đấy, lên mã em sẽ là lưỡi cắt cỏ xoắn thép 70.000 một cái. Đây, thực tế sản phẩm này rất ok luôn, bán cực kỳ nhiều đấy. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác đó là cái bộ mũ khoan thép của thương hiệu Unica. Đấy, Unica. Bộ này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, em báo giá luôn nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái bộ mũ khoan thép Unica của thương hiệu Unica, bộ mũ khoan thép 5 mũi này. Đấy, bộ mũ khoan thép 5 mũi nhá. Giá của nó sẽ là đi 150.000 thôi nhá, 150.000 một cái bộ mũ khoan thép 5 mũi nha, 150k một bộ nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Unica. Cái này thì bên em bán rất là chạy luôn. Về các bác thợ thuyền cơ khí rồi, anh em thợ thuyền đấy, khoan nhựa, khoan sắt, khoan nọ khoan kia, khoan được rất nhiều chất liệu luôn. Hàng của thương hiệu Unica Japan này, đựng trong một chiếc hộp nhôm nhá, thiết kế cực kỳ đẹp luôn, đẹp từ bên trong và bên ngoài. Bên trong của nó sẽ gồm có là 5 mũi nhá. Đấy, với các kích tự với các kích thước khác nhau. Đấy, từ mũi to nhất này, đấy, to nhất của nó nhá, to to nhất
toilet của nó lên đến là đi chắc phải ba mấy ạ, to lắm. Đó, rồi là những cái mũi vừa vừa này, nhỏ này. Đấy, rồi là có những cái mũi nhỏ nữa này. Đấy, và có cả những cái mũi rất nhỏ luôn. Đây. Đấy, nói chung là một cái bộ này các bác mua về thì xài anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình thì quá ok luôn. Rất nhiều kích thước khác nhau đây, 1/4, 3/8 này đây. Đó, các kích thước nó ghi ở đây tất này, thông số các thứ. Nói chung là về các bác tùy chỉnh theo cái kích thước các bác muốn xài nhá. Đấy, thì các bác xài phù hợp cái mũi nào thì các bác lấy mũi đấy nhá. Chân này của nó sẽ là chân lục giác nhá. Đấy, nên về các bác có thể lắp vào máy khoan pin, rồi là máy khoan cầm tay các thứ, là các bác khoan em quá ok luôn. Đấy, về là các bác sử lắp vào là xài thôi. Đấy, mũi thì nó là dòng mũi khoan tháp phủ một lớp titan. Đấy, nên là khi mà có khoan rất là sắc bén nhá, mũi khoan sắc bén, khoan ngọt lắm. Đấy, khoan cực kỳ ngọt, khoan rất thích luôn. Đấy, hàng của Unica Japan, một bộ này là 5 mũi. Giá của nó sẽ là 150.000 một bộ nha. Đấy, 150.000 nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp 5 mũi của thương hiệu Unica. Đấy, Unica đây. 150.000 một bộ mũi khoan tháp 5 mũi này nhá. 150.000 bộ. Thì đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Con này khoan ngọt lắm đây. Các bác cùng coi này, khoan ngọt cực kỳ ok luôn. Đấy. Khoan sắt thép các thứ rồi, thấy không? Khoan rất ngọt luôn. Đấy, tạo lỗ tạo hình tròn đẹp nhá. Khoan gỗ này, đấy, khoan sắt thép này, khoan sắt hộp, sắt dày, sắt mỏng, khoan ok luôn. Đấy, rất ngọt ngào và tình cảm nhá. Đấy, về các bác lắp vào máy khoan các bác xài là sử dụng thôi, quá ok. Đó, tiện dụng. Bộ mũi khoan tháp 5 mũi của Unica nhá, 150.000 bộ này. Ngoài ra thì ở đây anh em có bán kèm thêm cho bác, đó là cái cây lấy dấu để về các bác chuyên lấy dấu vào những cái vị trí mà trước khi các bác khoan thì các bác là dùng cái cây bút này để các bác lấy dấu vào những cái vị trí để các bác khoan này, thì các bác mua cho một cây này cho. Đấy, cây này lấy dấu chuẩn mà lấy dấu ngọt lắm. Đấy, đây lấy cho bác test thử bác coi luôn này. Đấy, con này thì lấy dấu trên mọi chất liệu luôn nhá, cái này rất dễ xài thôi. Đấy, một tay các bác cầm này, các bác ấn cho em mạnh vào cái chỗ mà các bác cần lấy nhá. Đấy, con thấy không? Đấy, tạo thành một cái lỗ rất ok luôn. Đấy, tạo một cái lỗ đây lấy cho bác phát nữa này. Đó, nó rất nhẹ nhàng tình cảm thôi, các bác chỉ việc ấn nó mạnh vào. Đấy, nó có một cái lực bắn nó phịch cái ra, thế là ok. Đây, tạo thành những cái dấu nhỏ này để về các bác, ví dụ các bác muốn khoan rồi các bác muốn đục thì nó chuẩn lỗ hơn nhá, chuẩn lỗ chuẩn cái vị trí các bác lấy cái dấu nhá. Chất liệu cái lấy dấu nó toàn bộ bằng đồng luôn này. Đấy, phần đầu nó đầu kim loại siêu cứng luôn. Đấy, lấy dấu trên mọi chất liệu luôn, từ sắt thép bê tông nhựa các thứ, rồi là thạch cao các thứ đầy đủ luôn. Đấy, rất ok nhá. Cái cây lấy dấu này thì em gửi bác giá bình dân thôi. Thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30.000 cho một cái cây bút lấy dấu nha, 30.000 một cây. Đấy, 30k một cây bút lấy dấu nhá các nhá, 30k một cây bút lấy dấu. Hàng cũng rất là xịn sò chắc chắn luôn. Về các bác lấy dấu dùng để khoan. Đấy, thì các bác có thể mua kèm cùng với cái bộ này. Đấy, về là ví dụ các bác khoan là có cái cây lấy dấu đó, các bác đánh dấu sau đó các bác dùng cái này các bác khoan là có ok luôn. Thì cả bộ này là một cây lấy dấu là 30.000, còn bộ mũi khoan tháp trắng 5 mũi nha của Unica Japan là 150.000 một bộ đó nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ bàn cạo 35 lưỡi này. Đấy, bộ này thì lâu không quay bác coi. Bộ bàn cạo 35 lưỡi nhá, cũng cực kỳ là hot hit và bán rất là chạy, cũng như là cạo rất là ngon ngọt luôn. Các bác dùng về dùng để cạo râu nhá. Một bộ này sẽ gồm có cho bác là đi 35 cái lưỡi cạo râu, rất nhiều luôn nhá. 35 cái lưỡi cạo râu này và một cái hộp để đựng. Để ví dụ các bác đi du lịch đi chơi, các bác có cái hộp này các bác đựng rất là tiện này. Đấy, thì một cái tay cầm, một cái lọ kem để các bác bôi trước khi các bác cạo nó không bị rát này. Đấy, một lọ kem, một cái bàn cạo và đi kèm là những cái lưỡi nhá. Những cái lưỡi thì tổng của nó sẽ có là 35 lưỡi các bác nhá. Tổng của nó sẽ có là 35 lưỡi, các bác xài cả năm rồi luôn. Đấy, thì đây. Đây, đấy. Tất chỗ này là 35 lưỡi nha, về các bác xài cả năm giờ luôn. Đấy, về các bác lắp vào cái bàn cạo này. Đấy, sau đó các bác dùng các bác cạo thôi, rất ok. Một bộ này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 40.000 thôi, 40.000 một cái bộ bàn cạo 35 nha. Nên mã em sẽ cái bộ bàn cạo râu 35 lưỡi nhá, bàn cạo 35. Đấy, bàn cạo râu 35 lưỡi. Giá của nó sẽ là 40.000 một bộ luôn nhá, 40.000 bộ. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Về các bác dùng để cạo râu thì ok luôn. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Cho em hỏi bộ dao cạo này tận 100.000. Cái hôm nay Samsung Top có mấy chục lại còn miễn phí ship này, chụp tận 38 chi tiết luôn nhá. Một hộp kem cạo râu này, một bàn này và 36 lưỡi luôn. Mỗi lưỡi dùng được tận mấy chục lần, tính ra quá là tiết kiệm luôn đúng không? Cứ săn cho em mấy bộ như này dùng được cả năm luôn. Đó mà cái này tính ra rẻ, mình mang đi chơi đi du lịch cũng rất là tiện luôn. Hôm nay bác nào muốn săn điều hỏi thì ấn vào giỏ hàng và bàn ngắt tay trái nha. Thôi từ bây giờ không siêu thị siêu tiết gì đâu nhá. Đấy, một bộ là 36 lưỡi, đấy, một bàn cạo, một kem.
Cạo rất ok luôn, cạo sắp lắm. Một hộp kem cạo râu này, một bàn này là 36 lưỡi luôn. Mỗi lưỡi dùng được tận mấy chục lần, tính ra quá là tiết kiệm luôn đúng không? Cứ săn cho em mấy bộ như này dùng được cả năm luôn. Đó mà cái này tính ra rẻ, mình mang đi chơi đi du lịch cũng rất là tiện luôn. Đấy, thực tế về cái bộ sản phẩm nhá. Đấy, bộ này là 40 ngàn nha, chỉ 40 ngàn thôi. Đấy, bao gồm là 36 lưỡi cạo râu này. À, một lọ kem, một cái hộp đựng, một cái tay cầm. Đấy, giá nó chỉ có 40 ngàn. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ bàn cạo 35 nữa nhá, 40 ngàn. Về các bác dùng chuyên để cạo râu, rước các thứ rất ok. Đấy, 40 ngàn một bộ bàn cạo 35 nữa nhá. Đó là mũ này, mũ dàn di này, mũ dàn di USA coi nhá. Đấy, USA. Đó, rất đẹp luôn, thiết kế dàn di quân đội nhìn rất là khỏe khoắn này. Đây. Ở đây nó có phần chỉnh mũ này. Đấy thì các bác đầu to đầu nhỏ là các bác cũng có thể độ hết luôn nhá. Đấy, nhiều bác cứ lo là đầu to quá không độ được hoặc là đầu nhỏ quá không vừa. Đấy thì đây. Ở đây nó có cái phần đằng sau nó có cái phần chỉnh này. Đấy thì các bác có thể chỉnh theo cỡ đầu bác nhá. Và toàn bộ xung quanh viền là một cái lớp lưới thoáng, các bác độ không lo nó bị dính đầu, bết đầu, không lo nóng đầu nhá. Đấy, chất liệu thì toàn bộ 100% là cốt tông nên độ rất là mát luôn. Đấy, độ rất mát. Mũ thì lên form cực kỳ đẹp, nhìn rất là quân đội, nhìn rất là đi kiểu mạnh mẽ ngầu ngạo nhá. Đấy, các bác mua cho con này cực kỳ đẹp chất lượng luôn. Đây, đấy, phần vành bên trong mũ này quá ok này. Đây, đó, đường kim mũ chỉ may khâu rất là cẩn thận nhá. Đó là mũ dàn di của Mỹ nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di quân đội Mỹ. Cái này thì em cũng bán đồng giá cùng bằng giá với lại cái thắt lưng luôn. Đấy, bằng giá với thắt lưng luôn. Lên mã cho em sẽ là mũ dàn di. Mũ dàn di này sẽ có giá là 60k nhá. Mũ dàn di là 60. Tiếp theo thì em cũng về mấy ít kia mã hàng, đó là cái khóa số này, khóa số dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là cái khóa số dây. Đấy, khóa số dây. Cái này thì em báo giá bác luôn, giá bình dân thôi nhá. Đó. Một chiếc này thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 30.000 một chiếc nhá. Đấy, cứ lên mã em sẽ là khóa số dây. Đấy, khóa dây nhá. Khóa dây. Đấy, khóa dây số. Khóa số dây cũng được. Khóa dây số này, giá của nó sẽ là 30k. 30k một chiếc khóa dây số này. 30 ngàn một cái thôi. Hàng rất là chất lượng luôn. Về các bác dùng để khóa xe, khóa cổng, khóa cửa rất ok. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước của nó này. Con này chiều dài của nó đây là chút. Đó, chiều dài nó cũng khá là dài đấy. Nó khoảng tầm 40-50 phân thôi nhá. Đấy, 40 phân nhá. Chiều dài tổng thể của nó là đi 40 phân. Đấy, và khi mà các bác cuộn tròn là nó sẽ nhỏ nhỏ nha. Đấy, các bác cuộn tròn nó sẽ nhà. Đấy, cuộn tròn vào thì đường kính của nó là rơi vào khoảng là ly 13 này. Đấy, 13. Đó, 13 14 phân. Đấy, về các bác khóa cổng, khóa cửa, khóa xe, khóa cộ là ok luôn nhá. Mà là giá nó bình dân thôi. Nó chỉ có 30.000 thôi nhá. 30.000. Lên mã cho em sẽ là cái khóa số dây nhá. Khóa số bằng dây. Đấy, khóa số là kiểu dạng khóa dây nhá. Thì em có mã là khóa số U. Còn cái này là khóa dây. Đấy, khóa dây. Ở đây trong này là một cái sợi cáp nhé, một cái sợi cáp rất cứng cáp luôn. Và cái này thì mật khẩu của nó để mặc định sẽ là 4 số 0 nhé, 4 số 0 đây. Đó, đây 4 số 0 này em quay cho bác coi này. Đấy, khi mà các bác để mặc định là 4 số 0 như này thì tự động là nó sẽ mở ra coi nhá. Đấy, còn nếu mà các bác muốn khóa vào thì các bác xoáy loạn xạ số cho em lên. Đấy, xoáy loạn lên nha. Đấy là nó sẽ cứng ngắc luôn, khóa ngóc luôn. Còn các bác muốn mở ra là các bác cứ chỉnh cho em về 4 số 0. Đấy thì bên em để mặc định là 4 số 0 nhá, 4 số 0 này. Đây, đấy các bác xoáy này. Đấy, 3 số 0 này, 4 số 0 này. Đấy thì các bác cứ giống cho em cái đây cái phần mắt bên này nó thẳng hàng nhau 4 số 0. Đấy là nó sẽ mở ra rất ok, rất là dễ dùng thôi. Đấy, rất dễ dùng nhá. Đấy, và cái con này nó có cả cái chế độ là đổi cái mật khẩu này. Thì đây em hướng dẫn bác luôn nhá. Thì các bác nhìn vào cái phần mũi tên này. Đấy, các bác một tay các bác giữ cho em cái chủ khóa này cho nó không bị rung rinh nhá. Đấy, và cái phần này các bác xoay em về phần mũi tên này. Xoay về phần mũi tên kêu tạch cái nhá. Đấy, và bắt đầu các bác đổi, ví dụ các bác đổi về 111 hết chẳng hạn này. Đấy thì các bác xoay hết cho em về 1 nhá, thẳng hàng với lại cái mấu này. Đấy, thẳng hàng này. Cái này em hướng dẫn các bác xem kỹ nhá. Đấy, sau khi mà các bác đổi về 1 hết rồi. Đấy thì bắt đầu các bác lại xoay ngược lại với cái mũi tên. Đấy, cái chiều mũi tên này các bác xoay ngược lại cho em, xoay ngược lại này. Đấy, xoay ngược lại. Đấy, xoay ngược lại nhá, xoay hết vòng xoay, xoay bao giờ không xoay nữa thôi, xoay cứng đơ đấy. Đó, và bắt đầu là mật khẩu hiện tại đang đổi được, hiện tại đang là 4 số 1 nhá. Đấy. Thì đây em sẽ cài nó vào. Và ví dụ em đảo loạn lên. Đấy thì nó sẽ không mở được nhá. Và bắt đầu các bác muốn chuyển về mở thì các bác đẩy cho em về 4 số 1 nhá. Vì vừa nãy là em đã thay mật khẩu rồi, đã đổi thành 4 số 1 rồi. Đấy, các bác đổi cho em về 4 số 1. Đó, thế là nó sẽ ok. Đấy, và lúc nào các bác muốn đổi lại đây các bác lại xoay lại cho em này.
xoay đeo cái chiều mũi tên này. Đấy, thì một tay các bác giữ cái này cho nó không bị rung rinh nhá. Tay còn lại các bác xoay cho. Đấy, xoay về chiều mũi tên này. Đấy, và bắt đầu các bác đổi về 4 số 0 như vừa nãy. Đấy, đổi 4 số 0 nhá. Đó. Cái này thì tùy nhu cầu, các bác có để đổi thành 1 2 3 hoặc 4 5 6 7 8 9 là các thứ rồi. Tùy nhu cầu nhá. Đấy, và khi nào mà các bác đổi 4 số 0 xong rồi các bác lại xoay lại cái này cho. Đấy, xoay lại cái này thì là xong. Đó, và các bác lại cài vào lại dùng bình thường. Đấy thì em vừa đổi chỉ cho các bác cách đổi mật khẩu nhá. Và đây là nó cũng có một cái tờ giấy này. Nó có một cái tờ giấy để hướng dẫn các bác đổi mật khẩu này. Đấy, như cái tờ giấy nó bằng tiếng Anh. Nhưng mà tiếng Anh thì nó hơi khó dùng thì em nếu mà theo em tốt nhất ấy là về các bác cứ để 4 số 0 mặc định luôn các bác dùng cho nó dễ nhá. Đấy, ví dụ chẳng may là các bác đổi mà các bác quên không nhớ mật khẩu ấy là rất là dở hơi. Nếu mà các bác đổi mà quên không nhớ mật khẩu là coi như là bỏ đi luôn đấy nhá. Đấy thì các bác về là các bác cứ thế dùng thôi, không cần phải đổi nhớ đâu. Đấy, như thế là dễ nhất. Đấy, về là cứ để mặc định là 4 số 0. Lúc nào muốn mở thì các bác về 4 số 0 này là mở ngon này, còn lúc nào muốn khóa thì cứ đảo lại ra cho. Thế là xong. Đó, rất là dễ dùng nhá. Khóa số dây nhá, cứ lên mã đi sẽ là khóa số dây. Bên em đang gửi bác là một cái khóa số dây này là 30.000. Đấy, 30.000 một cái khóa số dây nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ súng keo nến này. Đấy, bộ súng keo nến nhá, hàng bên shop này tiếp tục hàng về. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ súng keo nến nhá. Bộ súng keo nến công suất của nó sẽ là 20W một cái con súng keo nến nha. Đấy thì em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán theo một bộ là một combo là một súng và đi kèm cho các bác sẽ là 10 cây keo. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10. Đấy thì đây, ta bán là combo là một lúc là một cây súng và 10 cây keo. Thì về là các bác có cá là xả luôn. Thì một bộ nhài là 40.000 nhá, 40.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái combo súng keo nến gồm một cây súng và 10 cây keo. Giá của nó sẽ là 40.000. Đấy, đấy là combo súng keo nến nhá, một cây súng, 10 cây keo nến là 40.000 một bộ nhài. 40.000 này. Công suất của cái cây keo, cái cây súng này sẽ là 20W nhá. Sử dụng cho em điện là từ 100 đến 240V. Đấy, các bác cắm điện 220 cho em vào thoải mái luôn. Đấy, cắm vào cho keo vào bật công tắc lên là các bác xài thôi. Đấy, về các bác dùng để gắn những cái đồ vật các thứ nhà mình. Nói chung là rất là tiện, cái keo nến này gắn được khá là nhiều thứ này mà gắn rất là chắc luôn. Đấy. 40.000 nhá, lên mã cho em sẽ là combo súng keo nến nhá. Một bộ này là 40.000 nhá, một bộ này là 40.000. 40.000 là bao gồm là một cái súng và 10 cây keo. Còn nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm keo nến thì bên em sẽ bán nó combo là 10 cây keo nến 1. Đấy, các bác có nhu cầu mua keo nến thì bên em sẽ bán nó combo là 10 cây 1. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 cây như này. Giá của nó sẽ là đi 15.000. Đấy, thì các bác lên mã cho em sẽ là keo nến mua thêm 10 cây một lúc thì sẽ là 15.000 nhé. 15k 10 cây. Đấy, 15k cho 10 cây keo nến nhé. 15k là 10 cây keo nến. Còn các bác mua một cây súng với một cây 10 cây keo là 40.000 rồi. Còn nếu mà muốn mua thêm keo thì cứ 10 cây là 15.000, 10 cây 1 là 15.000 thôi nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã dây điện này, mã dây điện 30m này. Đó. Giá thì bình dân thôi, 130.000 một cái quặn dây 30m này các bác nhá. Lên nãy em sẽ đây dây điện mà 30m. 130.000 một quặn, 130k một quặn này. Dây này thì lõi của nó là dây khoảng tầm lõi 1 chấm nhá. Lõi là lõi 1 chấm, nó chịu tải công suất khoảng tầm 3.500 4.000W. Nói chung là về các bác sử dụng gia đình, đấy, máy móc các thứ thiết bị thoải mái luôn, quạt quậy rồi là máy móc ok luôn nhá. Đấy, nó ok luôn. Nói chung là khá là chắc chắn dây đây. Dây là dây lõi hai lớp này. Có đầu cắm đúc này, chân tròn và một ổ dao nhá, ổ dao này. Đây, đấy ổ dao ok luôn nhá. Chân dẹt chân tròn các bác cắm ok luôn. Đấy là hai. Đó thì bên em đang bán một cái cuộn dây này là 130.000 một cuộn nhá, 130.000 một cuộn thôi. Chiều dài là 30m nhá, thoải mái các bác xài gia đình luôn. Đấy, anh em sự kiện này, công trình này cũng là xài thoải mái luôn. Dây nó dẻo dai dùng ok đó. Đấy, dây dẻo dùng ok. Đấy, có sẵn cả phích cả ổ này luôn, là về các bác chỉ việc xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả. Về cắm là các bác cắm ra các thiết bị để xài thôi. Là 130.000 một cuộn nhá, 130.000 một cuộn, một cuộn dây dài 30m nhá, dài 30m. Ok lắm. Cái này thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cuộn dây điện vàng nhá. Đấy, cuộn dây điện vàng cho nó dễ cho đỡ bị nhầm nhá, cho đỡ bị nhầm sang những cái cuộn dây điện khác nhá. Tại nhà em có mấy mã dây điện cơ. Thì các bác cứ lên mã cho em là cái dây điện màu vàng. Đấy, cái cuộn dây điện màu vàng 30m nhá. Giá của nó sẽ là 130.000 một cuộn dây điện màu vàng nhá. Đấy, thì dây của nó sẽ là dây màu vàng để dễ nhận biết nhất này các bác này. Đấy, nó chỉ có 130.000 thôi, giá rất bình dân luôn. Nước của Việt Nhật nhá, dung tích là 3,5 lít này. Đó, con này thì giá bình dân thôi.
40.000 một cái bình nha. Đấy, 40.000 một cái nhá. Nó 3 lít rưỡi và rất là hay là nó có một cái vòi rất là ok luôn. Đấy, về các bác pha này. Thì nó cái vòi sẽ để bên trong nhá. Vòi này nước thì sẽ để bên trong, thì về đây các bác đây, có khoan sẵn lỗ này. Về các bác cho vào đây. Đấy, đây nó có cả cái giòn này. Các bác lấy bên cái giòn này ra. Một cái giòn thì các bác để bên ngoài. Ở đây nó sẽ đi kèm là hai cái giòn, một cái giòn bên ngoài và một cái giòn bên trong nhá. Đấy thì các bác lắp ở bên ngoài một cái giòn. Và bên trong các bác cho em một cái giòn vào đây nữa. Đấy, cho một cái giòn vào đây. Và các bác xoáy cái ấy nó vào này. Đấy, xoáy vào. Đấy thì về các bác xoáy nó vào. Xoáy nó vào nó như kiểu cái bình nước ạ. Thì có bình nước. Đấy, cái hay của nó là nó có cái vòi rất là tiện nhá. Đấy thì lúc nào dùng là các bác lấy các bác bóp này. Đấy, thế là nước nó ra thế thôi. Đấy, bóp cái là nước nó ra rất ok nhá. Kế nó có một cái vòi rất là ok. Thì về các mùa hè mùa hiếc này. Đấy, bắt đầu đang có mùa nóng này, các bác về pha nước chanh đá, chanh đường vào đây này. Rồi là nước ngọt các thứ các bác cho đây, cho tí đá vào. Bình thường là những cái vòi nước các thứ, những cái bình kia là các bác cứ phải thò tay vào các bác múc các thứ giờ rất là bất tiện, rồi mất vệ sinh nhá. Đấy, những cái này là các bác cho đá rồi cho nước các thứ vào đây. Đấy, lúc nào các bác cứ để trên bàn, lúc nào cần dùng cần uống là các bác chỉ việc bóp cái hứng cái cao đây, thế là nước có chảy ra, có thế thôi, rất ok. Bình 3 lít rưỡi xài gia đình các thứ là thoải mái rồi, đựng nước, đựng vôi này, đựng đá này, pha nước đá vào đây cũng rất là tiện luôn này. Đấy, đây bình có nắp và vòi vặn nước tiện dụng này, phù hợp để đựng trà, nước, trái cây trong ngăn mát tủ lạnh này. Đấy. À, cái này thì hàng của Việt Nhật nhá, thành phần thì chính là nhựa PP. Đấy, kích thước là 28 x 11.5 x 16.5. Đấy, hàng này thì hàng của công ty Việt Nhật, hàng của Việt Nam nhá. Đấy, đạt chứng nhận ISO, hàng Việt Nam chất lượng cao đầy đủ hết luôn. Nói chung rất là chắc chắn, nhựa PP rất là dày và dùng rất là an toàn và ok. Đấy, chắc chắn cực kỳ, mà giá nó bình dân thôi. Nó chỉ có 40.000 một cái bình này thì giá nó quá bình dân rồi, mà có cả vòi viết ok luôn. Đấy, 40.000 một chiếc vòi này nhá. Thì khi mà bên em gửi sẽ tháo rời ra và về thì các bác nhận hàng, các bác lắp vào là các bác xài. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bình nước có vòi nhá. Dung tích là 3,5 lít nhá. Hàng của Việt Nhật này. Đấy, hàng của Việt Nhật. Giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 40k một cái bình nước 3,5 lít có vòi nha. Đấy, 40k một cái thôi. Giá bình dân đó. Sản phẩm tiếp theo đi ở đây. Hôm nay bên shop về được một cái lô gối mây rất là xịn này. Gối mây thì các bác dùng mùa hè này thì cực kỳ mát rồi, nằm rất mát gái luôn, ngủ ngon, sâu giấc này. Đấy. Bình thường các bác dùng những cái gối bình thường ấy, nó rất là nóng đầu, đặc biệt là cái mùa hè này nóng dã man luôn, các bác mua cho cái gối mây này về. Đấy thì cái này nó có thể là tháo rời cái ruột ra để các bác giặt vệ sinh cái vỏ được nhá. Đây ruột bên trong nó đây. Đấy, ruột của thương hiệu Evetone này, rất ok, ruột thì rất là êm. Ruột dạng bông mềm rất là êm nhá. Đấy, nằm cực kỳ thích luôn. Đó, thiết kế theo dạng lượn sóng cùng theo học này. Đấy, giúp các bác nằm ngủ sâu giấc này, rất ok luôn. Mà ở đây nó có phần mây đan này, mây đan này. Ở đây ông mây đan này. Nên khi mà các bác nằm rất là mát gáy luôn, mát gáy mát đầu, nằm ngủ rất là ngon. Đó, mà giá bình dân thôi. 55.000 thôi nhá, 55.000 một cái gối mây này. Đấy, còn nếu mà các bác lấy một đôi, lấy một đôi là hai cái thì bên em sẽ tính các bác giá là 100.000 một đôi gối mây nhá. Đấy, 100.000 một đôi gối mây. Còn các bác lấy lẻ một cái là 55k. Đấy, 55k thì tùy nhu cầu các nhá, tùy nhu cầu. Các bác có thể lấy lẻ giá sẽ cao hơn, lấy lẻ là 55.000. Còn ví dụ nhà 2 người, 3 người hoặc là đông người thì các bác cứ lấy tăng lên cho em. Đấy, còn bên em bán lẻ là 55.000 một cái, lấy một đôi gối mây thì là 100.000 hai cái nhá, 100.000 hai cái. Rất ok luôn. Gối cực kỳ thích, cả vỏ cả gối luôn, mà chỉ có là đi 50.000 một cái nếu mà các bác lấy theo đôi, còn nếu mà lấy lẻ là 55.000. Đấy, giá nó rất là tốt rồi. Bình thường các bác mua những cái gối này ở ngoài thị trường ấy ít cũng khoảng tầm 70-80.000. Đấy, mà đấy các bác mua nguyên vỏ không ấy. Còn đây bên em cả ruột cả vỏ mà nó chỉ có 55.000 thôi, giá nó quá rẻ luôn. Đấy, về các bác nằm một cái mùa nóng này rất ok luôn, nằm rất là mát đầu, nằm rất mát ạ. Đấy, đây sờ tay các bác cảm thấy nó rất là mát rồi. Gối to, nằm thích êm thôi nhá. Đó. Giá lẻ là 55k, lấy một đôi hai cái là 100.000 quá nhá, gối mây. Còn cái con 15W này. 15W này thì sẽ có giá là 15.000. Đấy, tính là số watt cho các bác dễ nhận biết nhá. Lên mã cho em sẽ là cái bóng đèn 15W nhá. Bóng đèn 15W, giá của nó sẽ là 15k. 15W là 15.000 nhá. 15W là 15k. Đó, công suất là 15W đây. Sử dụng điện 220. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Về các bác sử dụng lắp vào cái đuôi phổ thông như mình ok thôi. Đó. Con này công suất là 15W nhá. Giá của nó bên em đang gửi các bác là 15.000. Đĩa bay, em báo giá luôn. Bóng này thì bên em đang gửi các bác là 40.000. Đấy, tại sao nó gọi là bóng đĩa bay thì các bác nhìn này. Nó như là một cái chiếc đĩa bay.
Và cái con này là cái tầm sáng của nó tỏa ra nó rất là rộng, nó không bị góc chết nhá các bác nhá, vì nó là một cái mặt phẳng nha, nó không bị góc chết, cái tầm ánh sáng nó tỏa ra rất là rộng đấy, để các bác có thể lắp là nó, các bác thả rơi từ trên trần xuống này đấy, thả trên trần xuống thì tầm ánh sáng nó ra nó rất là rộng, nó không bị điểm chết nhá, nó không bị điểm mù, nó không bị khuất cái góc nào cả, nên là nó cái tầm tỏa sáng nó rất là rộng. Nên các bác, nếu các bác lắp ở phòng khách các thứ giờ thì các bác lắp xem con này đấy, hoặc là view nè, lắp ở những cái con bóng chỗ âm trần cái thứ là các bác lắp con này cũng vào đấy, thay những cái con kia, lắp con này vào thành một con bóng đèn luôn, các bác xài rất ok. Con này bóng sáng lắm, con này công suất của nó là 40W này, sử dụng cho em điện 220 có nhá, điện 220. Con này thì mã của nó sẽ là bóng đĩa bay, em báo giá luôn là 40.000 một con quả nha. Đấy, bóng đĩa bay, tên của nó sẽ hơi lạ một chút đấy, có đây không, rất sáng nhá, đấy đây không, sáng lắm con này, sáng cực kỳ luôn đó, rất hay nhá. Mà cái ánh sáng của nó tỏa ra nó rất là rộng nhá, nó không như những cái ánh sáng, những cái con bóng tròn là nó bị góc khuất nhiều, nên là khi mà các bác xài sử dụng là nó không tỏa được ánh sáng rộng. Như con này nó là cái dạng phẳng này nha, nên khi mà sử dụng cái ánh sáng nó tỏa ra rất là rộng nhá. Bóng đĩa bay nhá, nhớ mã cho em, nó sẽ là bóng đĩa bay, công suất là 40W và sử dụng điện 220. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy phổ thông. Đấy, thiết kế rất chắc chắn luôn, là 40.000 một quả nha. Đấy, 40.000 một cái quả bóng đĩa bay này các bác nhá. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái con bóng 45W này. Con này thì nó là thiết kế dạng hình trụ tròn nha. Đấy, hình trụ tròn. Cái này thì nó theo cái dạng thiết kế truyền thống hồi xưa rồi. Đấy. Hàng cũng rất là xịn luôn nhá. Con này 45W nhá. Em báo giá luôn, nó cũng giá là 40.000 thôi. Đấy, còn cái con này công suất nó sẽ cao một chút là 45W thì đương nhiên nó sẽ sáng hơn rồi. Đấy, khá là sáng nha, con này ánh sáng lắm. Đó, sáng hơn con 40W kia một chút. Đây sẽ lắp cho bác con này. Con này thì nó là thiết kế dạng bóng tròn ạ. Đấy, bóng rất là sáng nhá. Đây. Đấy, bóng sáng lắm con này, sáng cực kỳ luôn. Đấy đâu, sáng trắng luôn này. Đó. Rất tiện dụng nhá. Bóng của nó sẽ là bóng bóng tròn. Đấy, cái này em quay lên nó hơi bị nháy một chút thôi nhá. Đó. Còn bên ngoài các bác nhìn mắt thường thì sáng lắm, nhìn chói mắt luôn đấy. Đấy, con này là bóng cơ lên mã cho em sẽ là cái bóng tròn 45W nhé. Bóng tròn, công suất của nó sẽ là 45W. Con này thì bên em đang gửi bác giá là 40.000. Đấy, hầu hết thì những cái bóng bên em đang gửi bác toàn bộ nó là bóng giải, bóng bóng LED siêu sáng nhá, và có chế độ tiết kiệm điện nên các bác yên tâm dùng ok. Đấy, không lo nó bị tốn điện hay lo nó bị cháy chết cả, vì bây giờ hầu như toàn bộ của nó là toàn dùng bằng chip mắt LED rồi, nó không phải như dạng sợi đốt hay như hồi xưa ấy, là các bác xài nó rất là dễ cháy. Nhưng con này dùng rất là bền, xong rồi dùng bền lắm. Đó, cái con này trước em cũng bán rất nhiều này. Và đấy, lại tiếp tục với cái lô này. Đấy. Thì con này bên em đang gửi bác là 40.000 một quả bóng 45W nhá. 40.000 một quả bóng 45W. Bóng trụ tròn có nhá, bóng trụ tròn. Đó đây. Sáng lắm, con này sáng cực kỳ luôn. Đấy, về các bác nói chung là những cái con bóng đĩa bay này, con bóng tròn này, hoặc là con bóng đĩa bay vừa quay này, thì mấy con này về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý rồi. Hầu như là những cái mã bên em đang bán cho bác chủ yếu các bác xài gia đình là ok luôn. Đấy, về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý. Đó, 40.000 có nhá. Bóng rất chắc chắn luôn, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện ok. Đó, 40.000 quả, công suất là 45W. Còn cái con bóng đĩa bay kia thì đang bán là cũng 40.000 luôn. Đấy, công suất là 40. Ngoài ra thì chắc là nhiều bác thắc mắc tại sao bên em lại có cái đuôi này, đuôi rất là hay này. Đấy, thì em cũng gửi bác luôn. Cái đuôi này thì hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Cái con đuôi này là nó có tích hợp cái bóng điện này này. Đấy, tích hợp cái công tắc này, lúc nào dùng nó các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi, rất là tiện dụng luôn. Và cái ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng này. Đấy, bẻ các hướng đi cho em. Bẻ các hướng các kiểu luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, đây. Bẻ các hướng đi luôn. Đấy, các bác thích hướng nào các bác bẻ hướng đấy. Các bác nhá, rất tiện dụng, và lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng mình tắt đi. Đấy, dùng bật lên không dùng tắt đi cho em. Rất tiện dụng nhá, nó có tích hợp cả cái công tắc ở cái lò ở cái đuôi đèn này này. Đó, cái đuôi đèn này. Đấy thì đây, hàng của nó thì mới nguyên trung bình nha. Đấy, cái kia là như em đang lấy để em hay test bóng cho bác, thì em báo giá luôn nhá. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30.000 một cái đuôi đèn lò xo này. Đấy, tại sao gọi là đuôi lò xo? Vì ở đây nó có cái phần lò xo, nó có thể bẻ đi các hướng các kiểu, thì bên em hay gọi là cái đuôi lò xo. Đấy, nó có tích hợp cả công tắc bật tắt ở cái phần đuôi luôn. Giá của nó sẽ là 30.000.
một cái đuôi lò xo nhá, ba mè một cái thôi, giá rất bình dân mà rất là hay. Đấy, nó rất là tiện nhá, các bác dùng ở đâu cũng được. Đấy, cắm nào được, mình cứ rút ra cắm ở chỗ khác rất là tiện. Nói chung là nó như một chiếc đuôi di động luôn, mình có thể di chuyển mọi chỗ mọi nơi và nó có tích hợp công tắc rất tiện dụng nhá. 30k một cái. Thế quân, bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã cho em sẽ là túi da đeo hông nhá, 35.000 một chiếc. Bên em sẽ có hai màu là đen và nâu, các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá, thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây con trong túi này là màu đen này, đây là màu đen này. Đấy, còn đây là màu nâu đây đó, thì lấy màu nào báo cho em. Con này nè, về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng, các bác xỏ thắt lưng qua đây. Đây, ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng như này. Đó, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy, mình mang đi chơi, mang đi du lịch, bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần, nó rất là bất tiện nhá. Đấy, thì đây ví dụ như con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong các thứ các bác cho đây nha. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành, ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này, ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy, thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá, mọi hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy, thì có màu đen màu nâu, lấy màu nào bán nha. Đấy, thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đem đeo bác còn này. Đây các bác nhá, đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng và các bác đeo vào xem, quá ok luôn nhá. Đấy, đeo nó dịch sang bên hông này, rất đẹp, rất tiện luôn. Đấy, đấy, lấy ra lấy tiền hay nong nó cá này. Đó, rất tiện dụng luôn nhá, rất ok. Đấy, mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá, có thấy không. Đấy, đeo lên nhìn rất đẹp, chất lượng luôn, ok. Đấy, 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông, 35.000 một cái, hai màu là màu đen màu nâu, lấy màu nào báo cho em nhá. Túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình, xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo rồi. Ba ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn. Điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các nhá. Sao vào vít nở sắt nhá. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 con vít nở sắt nha. Giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây, để em đếm cho bác là 2 này, 4 này, 4, 6, 8, 10. Đây, 10 con vít nở sắt nha, thì sẽ có giá là 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. Cỡ của nó sẽ là cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6 và cái chiều dài của nó sẽ là 25mm nhá. Đấy, 25mm và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy, thì em hay gọi là cái vít M625 ấy. Đó thì gọi là cái vít nở sắt. Combo 10 chiếc là 30.000. Đây em cho các bác xem một video thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Sắt thể 4 cánh. Em này rất thích hợp cho các bác thi công lắp vách ngăn, trần thạch cao, tấm sắt. Vít xẻ 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt, đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà. Đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ sau đó các bác bắt vào, đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa. Đấy, và nó sẽ chốt chặt vào luôn. Đấy, có thấy không? Và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà. Đấy, có thấy không? Tháo ra lắp vào thoải mái. Còn cái con bu lông nó nở cánh hoa là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi. Đấy, nó sẽ ôm sắt. Đấy, nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này. Đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, nói chung về các bác sử dụng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt nhá. Đấy, dùng hai lắp con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan cái lỗ này. Đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này nó xòe ra này. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy, và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn. Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ bất công, con này về các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi, bắt cái này vào xong. Nó tiện lắm, dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này, bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào ấy này. Đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh này lên và nó sẽ ôm sát vào. Đấy, và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra, tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá, ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25mm. Thì bên em hay gọi là cái con M625 ấy. Đó, vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. Đấy, 30.000 một combo vít nở sắt nhá.
lên nhanh luôn cho bác, đó là cái đèn led 5 châm này. Đấy, đèn led 5 châm, đèn led 5 châm của thương hiệu Zuki nhá. Đèn tiết kiệm điện này rất ok, con này về các bác sử dụng được nhiều việc lắm, về cho anh em thợ thuyền này, rồi là các bác làm máy may nhá con nhá, làm máy may rồi các bác làm nghề đấy, cần một cái ánh sáng nó tập trung, các bác mua cho con đèn này. Đấy, thì cái con đèn này nó sẽ có tích hợp công tắc luôn, và đây thông số này, điện áp của nó sẽ là AC 110 đến 250V nhá. Đấy, và công tắc bật tắt đây này, và có đây là cái giả led của nó, con này rất là sáng luôn và rất là hay, là nó thiết kế một cái chip áp này nữa, là các bác có thể tăng giảm độ sáng tùy vào cái nhu cầu các bác sử dụng thì các bác xoay trong cái vòng nhá. Còn đây là cái phần dây nguồn của nó. Một cái hai nữa là cái con này này là nó có cái phần nam châm nhá, có cái phần nam châm. Đây sẽ test cho bác luôn này. Đây nhá, đấy khi mà các bác có cái chỗ sắt này là các bác để vào này. Đó là nó sẽ dính vào luôn. Đấy, nó sẽ dính vào này luôn, và các bác thao thoải mái các bác điều chỉnh các hướng nhá. Đấy, nó dính rất là chắc luôn. Nam châm này dính chắc lắm. Rồi bắt đầu là các bác giật cái dây này ra cho em. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài. Đây em sẽ cắm test bác cò này. Đấy, cắm test bác cò nhá. Đấy, cắm vào này, bật công tắc lên này. Đấy, bật công tắc lên. Đó, bật công tắc lên, đèn sáng này. Và con này các bác có thể điều chỉnh bằng cái chiết áp này. Đấy, điều chỉnh cái chiết áp nhá. Tăng giảm độ sáng bằng cái chiết áp này luôn. Đó đây, các bác nhìn này. Đây em giảm xuống này, em tăng lên này. Đấy, tăng lên rất là sáng luôn nhá, tăng lên sáng lắm con này. Đấy, làm đèn làm việc các thứ rất ok đây này. Chỗ này đang là chế độ sáng vừa này. Đấy, sáng nhất đây này. Đấy, thấy không? Sáng chói luôn nhá. Sáng lắm. Về các bác sử dụng rất ok luôn. Đấy, rất hay. Có thể bẻ các hướng các kiểu nhá, và các bác cứ có cái chỗ nào mà kim loại nam châm là nó sẽ dính vào đây, nó hít vào đây luôn, rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn, các bác để thoải mái không lo rơi đâu. Đây đấy, quá ngon lành cành đào luôn này. Đấy, ok luôn. Đây đấy, đây em điều chỉnh cái chiết áp này. Đấy, thấy không? Đó, rất ngon lành quá nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm đấy, và lúc nào không dùng nữa các bác tắt công tắc đi được, quá ok, tiện lắm. Đó rồi, cái này thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn led nam châm nhá. Đấy, đèn led nam châm, đèn led nam châm, giá của nó thì em báo luôn, giá của nó thì đợt này đang được giảm giá xả kho đấy, bán nhanh bác luôn, giá thì có 60.000 thôi. Bữa trước này cái lô trước về nó giá cao hơn, nhưng đang bán là 8.000, đợt này nó giá rất là hạt rẻ, nó chỉ có 60.000 một cây thôi, mà dùng rất là tiện luôn. Đấy, về cho các bác sử dụng hay, có tích hợp công tắc này, điều chỉnh chiết áp độ sáng này, giải led này, giải led chế độ tiết kiệm điện và rất là sáng luôn nhá, dây nguồn sử dụng điện 220, và cả cái phần lò xo này các bác có thể uốn cong bẻ các hướng các kiểu luôn nhá. Đó, 60.000 một con đèn nha, đèn led nam châm nhá, lên mã sẽ là đèn led nam châm 60k một con. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng, về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhức các thứ ra, để các bác mua ok về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhức các thứ massage ok luôn. Giá thì em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k các nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá.
Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn nữa luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn, 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi, đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi, thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhẹ thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái cuộn dây dù 20m nhá các bác nhá. Và em báo giá luôn, đợt này thì giá đang được giảm rất tốt bác luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 một cái cuộn dây dù 20m nha, 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Đó, một cuộn này dài sẽ được là 20m, rất nhiều dây luôn, 20m dây các bác biết rồi, rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bó thành một cuộn rất đẹp nha. Đó, về các bác tháo ra để các bác xài sử dụng nhé. Con này các bác xài sử dụng rất là nhiều việc. Đấy, mình có thể là căng dây mình làm dây dây ví dụ như là căng dây buộc đồ này, rồi là các thứ ra. Đấy, chằng đồ các thứ, rồi mang là các bác buộc đồ. Dòng này là dòng dây dù nhiều lõi nhá, dây dù nhiều lõi. Đây. Em đấy cho bác coi về cái phần lõi của nó nhá. Đây nha các bác nhá, đây cấu tạo bên trong của nó này. Nó gồm rất nhiều là những cái sợi nhỏ nó sẽ bện vào thành một sợi to. Đấy, như này các bác xài nó rất là được bền các bác. Bình thường là các bác xài những cái dây, cái dạng dây dù nó chỉ có một lõi thôi ấy, thì nó rất là nhanh xuống dây, mà cái dây một khi nó đứt là nó đứt luôn các bác, nó cũng đứt là đứt luôn. Đấy, nhưng con này là nó sự kết hợp của rất nhiều những cái lõi dây nó kết hợp vào thành một dây nha. Đấy, khi mà các bác xài nó dùng rất là bền. Đấy, vì em cũng đang xài cái dây này, em đang lấy cái dây này em cột mấy cái dây buộc mấy cái cây nha, mà bền lắm, em dùng mấy năm nay mà phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, mà rất là bền nhá. Đấy, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, mà một cuộn này 20m, giá nó chỉ có 20.000 thôi, về các bác sử dụng được rất nhiều công việc hay trong gia đình nhà mình luôn. Đó, cuộn dây dù 20m các bác nhá, giá bên em đang gửi các bác là 20.000 một cuộn nha. Đấy, 20.000 một cuộn, rất chắc chắn và xịn luôn. Đó, về sử dụng rất là nhiều việc các bác nhá. Đây cô phích cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá, vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy, hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các bác nhá. Đấy, con nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ phích chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, phích cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật, giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà
một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu, nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm là ổ, cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây, cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn. Đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha em nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha. Vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này. Giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy. Hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây. Made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây, các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá. Về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này. Xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn. Mặt rất đẹp luôn các nhìn. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không, đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu, nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy, thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá, 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn, vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không có nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó, rồi 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn những thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên rất ok luôn có nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây, đấy có nhìn này, tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90k một cây, vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không có nhiều đâu các bác nhá. Em lại về cái lô đèn led 12V. Đấy, hàng thanh lý công ty cực kỳ xịn sò gửi bác luôn. Đấy. À, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, người ta không có hàng thanh lý, thì đợt này người ta lại có, người ta lại gọi em này. Đấy, em ôm lô luôn đợt này, ôm lô nhiều nhá, ôm lô nhiều. Đấy, hàng xịn sò lắm. Hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt ấy. Đấy, để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những cái ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V luôn giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình ắc quy các bác cắm vào là xài thôi, hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha led ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này, rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện, mình bí ấy, cần ánh sáng, đấy, có con bình ắc quy lôi ra cắm này vào cái sáng trưng luôn, rất là hay luôn nhá. Đấy, và đây hàng công ty này, đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá đỡ lắp đặt luôn, nhưng mà thôi cái này thì bỏ qua một chỗ đấy. Đấy, còn đây chủ yếu em review cho bác cái đèn. Con này thì nó sẽ gồm có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, tổng là 16 mắt led nhá, trong một chiếc pha này rất kín luôn. Con này chống nước cho em thoải mái nhá, hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các bác nhìn này, đấy thì những cái vỏ hộp rất đẹp, nói chung là hàng xịn đấy, chứ không phải hàng vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có hai dây, một dây đỏ và dây đen, có thấy thôi. Về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ gì là đấu đúng dây giúp em nhé, đấu sai dây là em chịu các bác nhá, nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành cho bác đâu. Còn về các bác nhớ gì là đấu đúng dây. Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi em test thử với bác ngon lành luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá. Đây, test thử với bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình ắc quy này, đây em đang có con bình ắc quy 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không, đèn rất sáng luôn nhá, đèn sáng lắm con này, dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, có nhìn này, sáng trắng luôn này. Đó, đây em pha bác luôn này, mà con này pha rất là xa nhá, có nhìn này. Đấy, pha xa chưa,
Đấy, mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nha, nhưng mà nó soi pha rất là xa đây, có nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy, thấy không? Quá ngon lành, các bác về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn. Con này sáng lắm. Các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy, dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. À con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng, ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này. Trước em lấy cả cái con màu vàng nhưng mà màu vàng thì hơi ế này. Thôi không lấy nữa, đợt này lấy nguyên rồi bác, màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Đấy, về các bác sử dụng chế cháo làm đèn pha xe máy ô tô hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn. Giá thì cũng thanh lý công ty thôi, công ty bán em giá rẻ em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha led 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha led 12V này, đèn pha led 12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn 40.000. 40.000 một chiếc đèn pha led 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ giúp em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Và nó sẽ có hai dây, một dây đỏ dây đen, nó đã phân biệt đây rồi thì về các bác nhớ cho là đấu đúng cực nhá. Đỏ là vào dương, đen vào âm. Đó, thì ở đây đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác, về các bác xài luôn này. Đấy, một chiếc nhà là nguyên hộp nhà là 40.000 nhá, đèn pha led 12V.